Lời mời đặt chúng chúng ta ngồi sắp sạch thoải mái, nhanh nhắn, trở về lắng nghe và tạo cho mình. Và chúng ta cùng lắng nghe và tính chuông cho chúng ta tiếp tục vui sắp hoạt của hôm nay. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì chiều hôm nay là ngày 18 tháng 10 ngày 19 tháng 10 năm 2014, và chúng ta có cái buổi pháp thoại cuối trong cái khóa tu học tịnh hóa thân tâm lần thứ hai tại thiền đường ngay từ California, Mỹ Quốc. Ngày mai là chúng quý vị sẽ phải bắt đầu vào cái phần tự thân mình ở nhà. Thì nhớ là để việc sáng dở để chúng ta được một phần lễ trọn vẹn, chúng ta được một phần lễ trọn vẹn thì nó mới bắt đầu nó thay đổi những cái chu kỳ sinh học trong con người của chúng ta. Thì sau ngày thứ bảy, tức là tới ngày thứ tám, tức là ngày thứ ba, thì quý vị bắt đầu rang gạo, rang gạo hay là rang đậu cũng được, rồi mình sẽ bắt đầu mình nấu nước. Nấu nước thì mình rang cũng giống như cái cách hôm trước, mình chỉ để làm nước uống, tức là mình sẽ ngâm gạo hoặc là đậu qua một đêm, thì sáng ra mình vớt nó ra để lên trên cái rổ cho nó ráo, sau mình cho lên chảo, mình rang từ từ với cái lửa vừa phải, không quá yếu mà cũng không quá mạnh. Sau khi rang cho nó vàng, được vàng nó thơm, được là thơm rồi thì chúng ta bắt đầu đổ ra cái tô hay là cái thố, cái gì đó mà bằng thủy tinh hay là bằng sứ, chúng ta để cho nó nguội từ từ, chúng ta cho vào trong cái bụng keo. Thì ngày mai thì chúng ta sẽ rang, ngày mai chúng ta sẽ ngâm nó trước nha, hay là quý vị có thể ngâm tối nay thì ngày mai rang cũng được. Và sáng ngày mốt thứ ba thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu. Thì khi mình nấu thì mình để cho nó lưu lưu khoảng chừng 20 phút đến nửa tiếng để cho nó ra hết tất cả những cái nước. Thì mình sẽ lấy cái nước đó mình uống xuyên suốt cả ngày nha. Thì cũng vậy, làm sao mình có được tối thiểu là 1,5 lít nước, thì mình có thể là uống toàn bộ cái nước đó thay cho tất cả những cái nước khác. Và nếu quý vị muốn tiếp tục để mà tẩy rửa nhà thì mình cũng có thể tiếp tục là pha cái nước giống táo mật ong với hạt chia để uống thêm trong những cái ngày sắp tới, hay là trong cái đời sống bình thường để mình tẩy rửa đều đặn nhẹ nhàng. Thì mình uống cái nước đó trong cả ngày, uống nước đó cả ngày. Và buổi trưa vào cái giờ lunch thì mình có thể bút ra một chén cái cát gạo đó, đậu đó cũng được, và mình ngồi mình cũng thực tập là ăn trong chánh niệm, nhai cho kỹ, bởi vì những cái hạt gạo này nó cũng đã mềm rồi nha, và chúng ta cũng phải tập ngồi nhai cho kỹ một chén như vậy. Rồi qua ngày thứ hai nha, tức là ngày thứ tư, thì quý vị cũng có thể làm tiếp tục lấy cái nước cháo đó mình uống. Nhưng mà buổi sáng đó, thì mình có thể là lấy một cái chén cháo đó mình ăn, hay là quý vị có thể là nấu cái cháo oatmeal, mình nấu nước thịt sôi xong mình cho oatmeal vào, tí xíu muối và tí xíu dầu, mình quậy nó lên, mình để khoảng chừng 10 phút thì nó sẽ nở ra hết thịt và mềm. Rồi sau đó thì chúng ta cũng vậy, ăn một cái chén cháo vào buổi sáng. Buổi trưa thì mình có thể ăn đặc hơn với mè, với đậu, almond, tức là mấy cái hạt almond hay là walnut gì đó. Rồi buổi chiều thì mình có thể uống cái là nước cháo hay là một miếng ớt nêm loãng. Nếu như quý vị muốn thực tập là buổi chiều mà mình không ăn mà chỉ uống, thì quý vị có thể nhân cái cơ hội này mình thực tập luôn.
Thì như vậy mình làm như vậy cho tới ngày thứ hai và bắt đầu qua sáng ngày thứ ba thì mình cũng tiếp tục mình nấu cháo oatmeal nha. Hay là mình nấu cháo gạo lứt với đậu, quý vị có thể thêm vào khoai lang, bí đỏ nha, vân vân đó, hay là hạt sen gì đó, thì quý vị làm một cái buổi cháo đó thì quý vị có thể ăn buổi sáng và buổi tối. Và buổi trưa thì mình bắt đầu có thể ăn cơm được và với khoảng chừng một chén thôi, một chén cơm với rau cải luộc chẳng hạn như bí đỏ, broccoli hay là bắp cải, cải xanh gì đó. Thì sau đó là ngày thứ tư trở đi mình có thể là trở lại mình ăn chất đạm thêm, mình ăn chất béo thêm được, và mình có thể ăn trái cây hay là ăn rau cải được nhiều hơn. Nhưng mà nhớ là tùy theo cái chế độ ăn của mình, nếu như mình muốn giảm cân nha, tức là mình đã bị nặng cân quá thì giờ mình muốn giảm cân thì phải cắt giảm lại bớt khoảng 2/3 cái lượng mình ăn lúc trước. Còn nếu như mà mình muốn lên cân nha, thì mình có thể chia đó là 3-4 bữa cũng được, tức là quý vị ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều nha, và khoảng giữa buổi sáng và khoảng giữa buổi chiều thì quý vị ăn thêm trái cây hay là ăn thêm các cái hạt đó, thì bạn mình có 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Nhưng mà nhớ là phải nhai cho thật chậm và thật kỹ, cho dù quý vị ăn trái cây cũng vậy nha. Và lưu ý một điều là chúng ta nên ăn trái cây lúc bụng đói nha. Nên ăn trái cây lúc bụng đói. Thì như vậy trong hai cái bữa phụ đó thì mình có thể ăn trái cây hoặc là buổi sáng sớm, hoặc là mình ăn trái cây khoảng cái giờ giữa giờ của buổi sáng. Còn các loại hạt, loại nấc thì mình sẽ ăn vào giữa giờ của buổi chiều. Và bởi vì cái sự nghỉ ngơi của các cái cơ quan hệ thống đó là có cái thời gian nghỉ ngơi rồi, thành ra bây giờ nó đi vào nó phải hấp thụ từ từ thì như vậy nó mới sử dụng được hết, nó mới tiêu hóa được hết. Thành ra chúng ta cố gắng là tập nhai cực kỹ và tập ăn ít thì như vậy chúng ta sẽ không bị các cái bệnh tiểu đường hay mỡ trong máu hay là rối loạn nội tiết trở lại. Và nếu như mà mình để cho nó ăn lẹ thì như vậy nó rất là nguy hiểm nha. Nó rất là nguy hiểm. Tại sao? Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả các pháp nó đều có hai mặt cả nha. Tất cả các pháp đều có hai mặt. Thành ra trước khi mà mình thanh lọc đó, thì trước khi mình thanh lọc thì toàn bộ cái hệ thống đường ống của mình, từ ở bên trên mũi, trên miệng, trên mắt cho tới cuống họng, thực quản của mình, và cho đến đi xuống dưới cái bao tử, gan, mạch ruột, thì nó đều bị những cái lớp dịch nhầy nó che, nó chắn. Thành ra chúng ta thấy rằng khứu giác, vị giác của mình nó sẽ không có nhạy bén, nó sẽ không có nhạy bén, và cái vị giác của mình nó không nhạy bén, thành ra mình mới cần phải những cái gia vị, những chất kích thích. Rồi khi mà nó có những cái lớp dịch nhầy, những lớp hàng rào cảm như vậy á, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ bít lấp hết tất cả những hệ thống đường ống này, thành ra quá trình hấp thụ, quá trình chuyển hóa sẽ chậm lại. Do vậy mà nếu chúng ta lỡ mà ăn nhanh, lỡ mà ăn nhiều, lỡ mà ăn những cái chất độc thì nó cũng sẽ bị cảm lại bớt, nó sẽ bị cảm lại bớt. Thành ra bây giờ khi mà chúng ta đã tẩy rửa sạch sẽ rồi, chúng ta đã dọn dẹp hết tất cả những cái lớp hàng rào cảm rồi, thì khi mà chúng ta đưa thức ăn tới một cách tỉnh giác, chậm rãi, thì tất cả những cái khứu giác, vị giác của chúng ta nó đã rất là bén nhạy, thì như vậy nó sẽ hấp thụ cái năng lượng từ trên cái tầng cao. Tất cả những cái năng lượng nó sẽ hấp thụ từ trên cái tầng rất là cao rồi, tức là chúng ta biết rằng nó sẽ hấp thụ từ cái tầng xúc thực và tư niệm thực trước
khi mà nó tiếp nhận được cái phần toàn thực, thành ra nó đã thỏa mãn được một phần đó. Huống chi nữa là khi mà mình đã cho nó dọn dẹp sạch sẽ hết cả mấy ngày hôm nay, tuần lễ nay, tất cả những cái kho này nó đã rất là trống, thành ra bây giờ nó sẽ hút rất là mạnh, nó hút rất là mạnh và hàng rào cản nó không còn nữa. Thành ra khi mà mình ăn trở lại mà mình ăn nhanh quá, hay là mình vẫn ăn bằng cái chế độ ăn lúc trước, thì nó sẽ rút vào rất nhanh, rất mạnh, và cái lượng calori nó thu nhận quá nhiều, và như vậy nó sẽ không có khả năng sử dụng hết ngay lập tức. Thì cuối cùng nó sẽ bị lại cái tình trạng là gì? Nó sẽ đọng lại ở trong máu. Nó sẽ đọng lại ở trong máu thì nó sẽ bị tiểu đường, bị cao mỡ, cao máu trở lại. Đó. Thành ra khi mà nó vào quá nhanh như vậy thì không cách nào mà cơ thể mình nó sẽ tiêu thụ hết kịp thời, nhất là mình không có chịu vận động nữa. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận, ăn thịt chậm, thịt ít từ từ trong những cái ngày đầu tiên, trong những tuần lễ đầu tiên. Đó. Thì ngay cả khi mình muốn lên cân cũng vậy. Khi mình muốn lên cân cũng vậy, tức là mình phải chia cái bữa ăn của mình ra nhiều lần, và mỗi lần mình ăn ít ít lại thì để cho nó hấp thụ vào từ 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 từ. Đó. Chứ còn nếu mà nó vào quá nhanh, nó chưa kịp đốt hết thì nó sẽ ứ đọng lại, thì như vậy nó sẽ sinh ra bệnh, nó sẽ sinh ra cái sự rối loạn nội tiết trở lại, rối loạn chức năng trở lại. Cái điểm thứ hai nữa là lúc chúng ta chưa tẩy tịnh á, thì nó sẽ còn những cái lớp hàng rào cảm. Thành ra nếu mà mình vẫn quen cái thói quen, mình ăn gia vị, mình thích cái mùi thơm, những cái vị ngon á, thì nó sẽ bị cản lại trên cái lớp dịch nhầy đó. Thành ra nó không đi sâu vào bên trong nội tạng, hay là nó không làm tổn thương mình nhiều. Nhưng mà khi mà mình đã dẹp cái lớp hàng rào này đi rồi, thì nếu mà mình vẫn còn cái thói quen là thích ăn những cái đồ thơm, đồ ngon, tức là có những cái gia vị hóa chất, thì như vậy tất cả những cái chất độc đó nó sẽ đi thẳng vào bên trong, sâu bên trong, thì như vậy nó sẽ làm tổn thương cơ thể của mình, tổn thương tế bào, tổn thương các cơ quan nội tạng của mình. Thành ra chúng ta cũng phải rất cẩn thận khi mà nấu nướng, khi mà chọn lựa thức ăn. Và dĩ nhiên là trong cái thời gian này, tức là trong cái thời gian những tuần lễ đầu tiên, thì quý vị tuyệt đối tránh thức ăn bên ngoài, tránh các cái thức ăn ở bên ngoài. Cho dù quý vị đi nhà hàng cũng vậy, chứ đừng nói đây là fast food, đi nhà hàng cũng vậy. Không, ngay cả mình nấu ở nhà mà mình nấu không kỹ, mình vẫn chế biến cầu kỳ, mình vẫn thêm gia vị, thì nó sẽ biến thành những cái chất không tốt, không làm cho cơ thể mình. Huống chi khi mình đi ra bên ngoài thì không nhiều thì ít sẽ có những cái chất không làm đó trong cơ thể mình, trong thức ăn thì nó đi vào cơ thể mình. Thành ra cố gắng là những cái tuần lễ đầu tiên là mình nấu ở nhà, nấu thức ăn thật là đơn giản và nấu thật là tươi, nấu thật là tươi, tức là ăn tới đâu nấu tới đó, nấu ít, nấu đơn giản, thì như vậy chúng ta sẽ hấp thụ được cái năng lượng tươi mát của nó, và chúng ta làm cái cơ thể mình nó dễ tiêu hóa và dễ hấp thụ hơn, cũng như nó tránh bớt những cái sản phẩm phụ do quá trình chế biến mà ra. Nếu như mà quý vị thấy trong vòng những ngày đầu mà bắt đầu nó nổi lên những cái sảy, cái rash, những cái đốm ngứa trên da, trên tay của mình, thường là ở cái mặt trong tay của mình hay là trong bụng, trong ngực của mình, tức là nó báo động cho mình biết là chế độ ăn của mình đã sai lầm. Có người rất nhanh, chỉ khoảng 6 tiếng đồng hồ sau thôi, nó báo lên với chắc, tức là mình biết rằng chế độ ăn của mình đã sai lầm, tức là đã có độc tố. Thì như vậy mình phải cẩn thận là, tức là lúc đó mình phải tạm ngưng một tí xíu và uống những cái nước chẳng hạn như giấm táo, mật ong, hay là uống những cái nước sổ một ngày, hai ngày nữa để cho nó sạch. Và trong cái thời gian đó quý vị chỉ nên ăn cháo gạo lứt hay là ăn cháo ốc miêu mà thôi.
Đó, thì như vậy là chúng ta phải rất là cẩn thận và quan sát, lắng nghe cơ thể mình. Cũng như khi mà quý vị thấy mấy hôm nay, cho dù mình có cảm giác đói, nhưng mà thật ra đúng nguyên tắc là sau ngày thứ ba trở đi thì quý vị không có cảm giác đói nữa, mà nó rất là nhẹ. Nếu mà người nào có cảm giác đói thì phải cẩn thận hơn một tí xíu nha, và tại vì khi nó còn cảm giác đói, tức là cái tâm của mình còn bị dính, bị kẹt, và cái hệ tiêu hóa của mình nó vẫn chưa được nghỉ ngơi thực sự. Hệ tiêu hóa mình nó chưa được nghỉ ngơi thực sự, là nó chưa có được reset trở lại đâu. Thành ra khi mình đưa vào nó vẫn còn có hơi rối rắm đó. Do vậy mà khi mà chúng ta bắt đầu đưa cái thực phẩm vào á, thì chúng ta phải để ý là tại vì nếu mà ngay cả những người mà không có cái triệu chứng đói cũng vậy ha, thì mình phải đưa vào rất chậm ha. Và nếu như mình thấy cái bụng mình nó nặng, mình thấy mình đau là mình biết rằng mình đưa vào cũng sai luôn. Và tại vì nó đang nghỉ mấy hôm nay ha, nó đang nghỉ ngơi mấy hôm nay thì bây giờ vô nó phải lô đa lại từ từ, nó phải làm việc lại chậm chậm từ từ cho nó quen. Còn nếu như mà mình đưa vào mình thấy nó phản ứng, nó đau, nó đầy, nó nặng, tức là mình biết rằng mình đưa vào đã sai lầm, nhiều quá hay là nhanh quá, thì lúc đó chúng ta phải ngưng lại, giảm trở lại. Rồi thì như chúng ta nói hồi sáng, tức là quá trình trong vòng một tuần lễ này mình chỉ được 50 điểm thôi. Phần 50 điểm còn lại á, là nó sẽ kéo dài 6 tháng cho tới 1 năm. Nếu mình tiếp tục duy trì được sau một tuần lễ cho tới 1 tháng mà mình thấy cái người mình nó sạch sẽ, nhẹ nhàng, mình ăn uống đơn giản, mình ngủ nghỉ ngon. Đó, tất cả những cái triệu chứng chẳng hạn như dị ứng, ngứa ngáy hay là rối loạn tiêu hóa, rối loạn bài tiết, đau bụng, đi cầu không đều đặn, táo bón vân vân. Nếu mình thấy những cái triệu chứng đó nó thay đổi, nó giảm hay là nó biến mất, tức là mình được tốt, thì mình duy trì tiếp tục như vậy được một tháng thì mình mới được khoảng 25 điểm nữa, với 75 điểm, và mình kéo dài được 3 tháng đến 6 tháng là mình mới được cái điểm còn lại. Thì 6 tháng sau mình sẽ bắt đầu mình làm lại một cái đợt mới nha. Cứ 6 tháng làm một lần. Còn nếu như mà mình muốn một năm mới làm một lần thì mình phải kéo dài cho tới năm sau, 12 tháng sau mới được 25 điểm nữa. Đó, thành ra chúng ta phải tập lắng nghe cơ thể của mình và quan sát nó, chứ đừng có để mà khi nó có khi nó phản ứng rất là mạnh. Có khi nó phản ứng rất là mạnh, nó báo hiệu rất là rõ, nhưng mà có khi nó phản ứng rất là nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ nhàng thì chúng ta phải tập lắng nghe và quan sát nó. Rồi thì như vậy là đó là những cái điểm mà cần lưu ý trong cái việc tham gia, thì chúng ta phải cẩn thận như vậy. Có một cái nữa, tức là nếu như mình thấy mình bị táo bón, nếu như mình thấy mình bị táo bón thì cũng vậy, cái là do mấy hôm nay cái nhu động ruột của mình nó được nghỉ ngơi, đó là cái nhất. Cái thứ hai là mấy hôm nay á là nó sau khi nó tống ra rồi, phải không? Thì bây giờ tự nhiên mình đưa vào thì nó sẽ làm sao? Nó rút vào, phải không? Mình đưa vào thì nó sẽ rút vào. Thành ra nếu như mình ăn không đủ chất nhầy, ăn không đủ chất xơ, fiber, vận động không đủ, uống nước không đủ thì mình sẽ bị táo bón. Thành ra mình chuẩn bị tinh thần, đó là lý do tại sao mình phải thêm bí đỏ, mình phải thêm khoai lang, mình phải thêm oatmeal. Đó, mình phải tiếp tục uống nước cho cái giấm táo và ong là như vậy. Thành ra nếu như mà mình thấy mà mình bị táo bón ngay cái ngày đầu tiên sau khi mình ăn ra thì mình cần phải uống thêm nước, nước giấm táo nữa. Qua ngày thứ hai thì mình đã bắt đầu có cái chất đặc rồi, và đúng ra là ngày hôm nay á và ngày mai là quý vị vẫn phải đi được, tại vì quý vị đã có mỗi ngày nửa trái cam, nửa trái táo rồi, thì cái fiber nó đã có rồi và nó sẽ đã ra được. Nếu mà người nào không đi được đó, thì mình cần phải uống thêm nước, thêm nước hạt chia, thêm giấm táo, thêm một tí xíu, tới cái độ chua mà mình chịu được thì nó phải đi ra.
rồi phải tập thể dục, xoa bụng, vuốt cằm vân vân đó, tại vì mình đã có cái tay bờ trong ruột, mình đã tới cái hàng mình thực sự ăn ra là nó phải ra, nếu không thì mình phải thêm cái ốc biêu nhiều hơn, loãng hơn, thêm bí đỏ, thêm chuối, thêm khoai lang. Mà khoai lang ở đây cũng vậy, khoai lang là quý vị có thể ăn cả lá khoai lang, cả củ khoai lang, và đặc biệt là củ khoai lang thì ăn phải cẩn thận nha. Tại vì củ khoai lang nếu như mà mình ăn nhanh quá thì nó sẽ bị nghẹn cổ và nó sẽ hút lại, thì nó sẽ không giúp cho đi nhọn trừ được đâu. Thành ra mình phải nấu cháo nha, mình phải nấu cháo hay là mình phải nấu cho nó mềm ra thì mình ăn, thì mình phải nhai cho kỹ nữa. Thì nhớ là nhai kỹ là một cái phương thuốc rất hay để trị cái bệnh táo bón trước hết, để trị các cái bệnh rối loạn nội tiết và rối loạn chức năng của cơ thể mình. Cái phương thức mà mình sử dụng những cái khác chỉ là cấp cứu thôi, tức là chẳng hạn như khi mình ăn thêm rau, thêm chuối, thêm này kia đó, tức là những cái đó trở thêm dinh dưỡng và cấp cứu. Còn chính xác nhất, căn bản nhất vẫn là cái nghệ thuật nhai cho kỹ, cho chậm. Rồi quý vị cũng có thể là sử dụng cái trái plum ha. Cái trái plum đó mình về mình ngâm nước nóng, lấy chừng 5-10 trái gì đó, mình cho cái ly, mình chế nước sôi vô, mình hãm nó lại, sau đó mình lấy cái muỗng mình dầm nó bèn lại, mình lấy cái muỗng mình dầm nó ra cho nó vừa bớt ngọt, thì có nhiều cái ta bỏ đường quá, nó ngọt quá ha. Thì mình dầm nó ra cho nó ra nước sạch sạch, thì mình uống cả nước lẫn cái như vậy. Cũng có thể nữa là quý vị sẽ uống một muỗng dầu mè, một muỗng canh đó, một muỗng canh dầu mè buổi tối trước khi đi ngủ hay là buổi sáng sớm dậy, uống một muỗng và làm một ly nước nóng đầy như vậy. Thì nếu như thấy cái ngày đầu tiên mà mình không đi được, tất nhiên mình phải làm liền ngay lập tức để nó ra, chứ đừng để nó quen như vậy. Thì qua ngày thứ hai, qua ngày thứ ba thì càng để lâu bao nhiêu thì nó sẽ quen bấy nhiêu. Đó, thành ra chúng ta phải biết nó có cái khả năng nó bị như vậy vì nó hút vào, nó sẽ hút vào, nó giữ vào. Đến khi mà mình ăn nhanh quá, thường là nếu mình không có tỉnh giác thì mình thấy mình đói thì mình sẽ ăn nhanh, hay là khi thấy thức ăn được mừng quá, ăn nhanh quá thì nó sẽ hút vào. Đó. Tức là mình ăn chậm, ăn kỹ, và mình thấy tất cả những cái triệu chứng của mình, tức là chẳng hạn như hồi xưa mình bị lên cân, bây giờ mình giữ cái cân bình thường, hay là chẳng hạn như hồi xưa mình bị táo bón, bị rối loạn tiêu hóa, thì bây giờ mình sẽ không có bị táo bón, không có bị đầy bụng, không có bị sình hơi, không có bị ở chua, vân vân. Thì nếu mà tình trạng mình duy trì được tốt đẹp như vậy, 3 tháng tới 6 tháng có thể mình mới được cái điểm tầm lại. Ngày này mà không đi được hả? Thì lát nữa xin xuống uống, xin thêm nước uống, lên thêm giấm vô nha. Thêm một muỗng muối sổ, thêm 2 muỗng giấm vô. Đủ rồi, trời ơi, đã nói là càng lúc là phải trả lại, vì còn muốn lấy thêm của tắc nợ thêm nhiều nữa hả? Cái gì không phải của ta là không phải của ta. Người ta còn muốn nhẹ nhàng hơn, nặng hơn nữa. Không, cái dầu mè mà tất cả những cái dầu tốt đó thì nó cần giúp kéo ra nữa nha, nó cần giúp kéo ra nữa, cho nó mục đích của nó là nó giải độc, mà nó khai thông, nó giải độc, thì nó không có sợ.
chỉ sợ là những cái dầu chiên ha, chỉ sợ cái dầu chiên thôi, chứ còn nếu như mà mình ăn dầu sống á, nếu như mình ăn dầu sống hay là dầu luộc thì nó sẽ còn giúp. Tại vì cái thí nghiệm này chúng ta đã làm, cái thí nghiệm này thì chúng ta làm ở bên làng Hồng á, bên làng Hồng thì chúng ta làm thì tức là quý vị biết rằng khi mà mình ai cũng thở high cholesterol, phải không? Nhưng mà trong đó thì là bị low cholesterol. Và tại vì suốt, tức là buổi sáng ăn bánh mì á, thì cũng lấy dầu ô liu chế ra rồi cho xíu nước tương vô tròn ăn. Rau luộc cũng vậy, ăn cơm cũng vậy, tức là chế một muỗng canh dầu ô liu lên thì nhất là mấy anh Tây Phương thì rất thích dầu ô liu. Thành ra một ngày tiêu thụ á, tối thiểu là 3 muỗng canh. Một ngày tiêu thụ tối thiểu là 3 muỗng canh dầu ô liu. Thì sau một tháng, tại lúc đó là chúng ta đang làm hai cái thử nghiệm thứ nhất là thiếu vitamin D. Không ai tin hết, chúng ta nói là 70% tu sĩ thiếu vitamin D. Thành ra nó bị cái triệu chứng là đau nhức, bần thần, mỏi mệt, rồi đủ thứ hết. Thành ra khi mà chúng ta có đó, chúng ta thử nghiệm, thì chúng ta mới bắt đầu báo cáo lên để mà thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống. Thành ra cái vitamin D mình bị thiếu, rồi quá trình chuyển hóa chất béo của mình thiếu, thì khi mà thấy lúc trước thì ăn dầu chiên là nhiều quá thì cái cholesterol nó lên rất là cao. Nhưng mà khi mà cho ăn dầu sống mà ăn lại ăn nhiều như vậy á, thì cuối cùng nó xuống thấp hơn cái mức bình thường nữa. Là tại sao? Thì trở lại là mình đã hiểu rằng cái nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là cái dầu nó đi vào thì nó sẽ kéo ra, và dĩ nhiên khi nó có cái dầu tốt đó thì nó sẽ lấy cái dầu tốt rồi nó sẽ bỏ cái dầu xấu. Nhưng mà khi nó ít thì nó giữ vừa phải, mà khi nó nhiều quá thì nó sẽ thải ra. Thì đây cũng là cái nguyên tắc mà người Pháp người ta sử dụng thịt, chế độ ăn thịt tổng hợp để cho những người bị overweight. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Thì cái này cũng là cái phương pháp mà hôm trước chúng tôi chỉ cho quý vị, mà khi mình bị nước vào trong lỗ tai, phải không? Tức là mình có một giọt nước mình không cách nào lấy ra được hết, nhưng mà mình cho tiếp tục từng giọt nước thì nó sẽ nối lại với nhau, và cuối cùng mình nghiêng nó ra thì nó kéo ra hết. Thì đó là theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn chứ có gì cả đó. Thành ra khi mà sử dụng cái dầu tươi, dầu tốt mà nhiều á, thì nó sẽ giúp để làm sạch hết tất cả những chất béo xấu trong con người của mình. Cái cold prep với cái thứ hai là mình đừng có nấu hay đừng có chiên, đừng có để cho nó tiếp xúc với lửa nhiệt độ quá cao hay là quá lâu. Seasoning thôi, mình ăn nó có được mà Italian seasoning hay là mấy cái mà họ trộn sẵn đó. Thì cũng được, nếu mà những cái người ta làm từ dược thảo, những cái làm từ dược thảo thì được. Chỉ có là đừng có làm những cái gì mà nó khi mà người ta xay bột ra mà nhiễm quá thì mình không biết được. Thường mà cái mà mình chẳng hạn như cái ngũ vị hương đúng ngày xưa của mình đó, thì nó làm có khi đúng, tức là lấy từ những cái cây, từ những cái trái của thiên nhiên. Nhưng mà khi mình sử dụng quá liều là không được. Thứ hai nữa là ngày nay á, thì người ta sử dụng có hóa chất, người ta tổng hợp, người ta thêm vào, bởi vì muốn ai cũng muốn có lợi nhuận đó. Thành ra khi mà người ta sai nhiễm quá thì mình phải không phát hiện được. Và biết là nó sai lớn thì mình nhìn mình sẽ biết. Rồi bây giờ mình đi qua cái phần mà cảnh ạ. Thưa thầy, nấu cơm gần lúc khi ngâm qua đêm thì vừa, còn đến ngâm 21 tiếng thì có mùi lên men, có ăn xin thầy dạy. Thật ra thì đâu có mùi quý vị, không có mùi nha, không có mùi. Mình ngâm qua đêm đó, thì nó chỉ giúp được có một cái phần thứ nhất thôi. Tức là ngâm qua đêm 6 tiếng thì nó chỉ giúp cái phần thứ nhất. Và tại vì trong cái lớp cám của tất cả các cái loại whole grain đó, nó có một cái chất acid, nó gọi là
nó có một cái acid nó gọi là hình như là thinic tartaric acid gì đó, thinic đó, thì cái chất acid đó là nó sẽ ức chế sự hấp thụ của calcium. Thì thực ra nếu như mà mình có cái chế độ ăn quân bình đều đặn từ xưa tới nay thì đó là một cái sự bảo toàn của vũ trụ, hay cái quy tắc bảo toàn năng lượng, tức là nó có một cái sự cân đối điều chỉnh cái trật tự. Và tại sao? Tại vì trong cái bắp cám đó nó có rất nhiều calcium nha. Mà nếu như mà mình không, tức là nếu mà khi mình ăn mà whole grain đó, thì như vậy cái lượng calcium nó vào nhiều, vì mình nó sẽ quá nhiều đi, thành ra nó sẽ dễ bị vôi hóa, nó sẽ dễ bị cứng cái xương của mình. Nên nó cứng quá thì nó sẽ dễ giòn luôn, nó cũng sẽ dễ đứt, dễ gãy. Thành ra vũ trụ nó đã có một cái cơ chế để tự quân bình lại, thì cái axit đó nhiệm vụ của nó là nó ức chế lại cái sự hấp thụ calcium vào trong người mình. Nhưng mà ngày nay đại đa số mình vì chế độ sinh hoạt thiếu, không có tiếp xúc với ánh sáng thì không có vitamin, không có calcium. Thành ra bây giờ mình phải muốn tận dụng tối đa những cái calcium mình có được trong thực phẩm whole grain. Thành ra cái nhiệm vụ mình ngâm mấy tiếng đó để mình loại trừ cái axit đó đi, để mình có thể lấy được hết tất cả những cái calcium trong cái whole grain đó. Còn cái nhiệm vụ, cái thời gian mình ngâm sau 6 tiếng tới 22 tiếng trở đi á, là cái mục đích của nó để nó làm cho quá trình phát triển nảy mầm. Nó nảy mầm thì cái quá trình nảy mầm đó thì nó tạo nên những cái kích thích tốt, hay là những cái giống như cái kích thích tốt tăng trưởng của mình vậy đó. Thì ngày hôm qua chúng ta có nói với quý vị cái kích thích tốt tăng trưởng nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng, nó giúp mình rất nhiều. Thì cái điển hình là người phụ nữ bị bệnh hoạn rất nhiều, nhưng mà khi mà chưa có con thì nó không có giải quả được, là tại vì lúc đó cái người càng lớn bao nhiêu thì cái kích thích tố tăng trưởng nó lại càng suy kém bấy nhiêu. Thành ra nhờ cái quá trình mang thai, cái kích thích tố tăng trưởng của thai nhi thì lúc đó mới làm bộc phát, là nó giải tỏa hết tất cả bế tắc trong người mẹ. Thì tương tự như vậy, ngày nay mình đang bị lạm dụng bởi cái kích thích tố tổng hợp, là những cái hóa tổng hợp. Thành ra nó sẽ làm cho mình bị rối loạn hết tất cả những nội tiết tố trong người mình đi, nó bị bế tắc. Thành ra bây giờ mình sử dụng cái này, cái nguyên tắc này, thành ra tất cả những cái giá đổ, thì quý vị thấy cái nguyên tắc mà ta sử dụng những cái nảy mầm là sử dụng cái nguyên tắc này. Tức là nhờ cái sự kích thích của sự tăng trưởng thì nó làm cho mình được có cái năng lượng sống là thứ nhất. Cái thứ hai á, là nó là cái sự vươn lên, cái sự nở ra, cái sự thông thoáng, cái sự giải tỏa. Thành ra khi mình sử dụng cái này là mình sử dụng trên cả lý lẫn sự. Thì khi mà mình ngâm từ 6 tiếng tới 22 tiếng để mình làm cái, để mình phát triển cái tính năng đó, thì nó còn có một cái nữa là khi mà nó phát triển như vậy, trong quá trình đó thì tất cả cái amino acid nó sẽ được chuyển hóa thành ra dễ hấp thụ hơn và nó sẽ tích cực hơn. Đồng thời tất cả những cái mà mình gọi là những cái chất bổ, tức là những cái vitamin, những cái mineral và những cái free element, tức là những cái khoáng vi lượng, những cái thứ đó, những thứ rất cần thiết cho cơ thể mình, cho các cái phản ứng sinh hóa. Thành ra khi mà cái quá trình lên men, quá trình nảy mầm như vậy thì nó sẽ phối hợp vào theo cái gọi là lock and key, tức là nó sẽ phối hợp vào hết tất cả những cái phân tử đó. Thành ra khi mà mình nấu nó không bị mất, khi mình sử dụng, tức là mình tiêu hóa thì nó sẽ không có bị phân hủy ra nhiều, và khi mình hấp thụ thì quá trình vận chuyển của nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ hấp thụ được nhiều hơn và nó sẽ đỡ tốn cái năng lượng vận chuyển nhiều hơn. Thành ra khi mà mình làm đúng như vậy thì mình mới được có cái hiệu quả. Và nếu mà quý vị để ý một cái nữa là cho dù cái cơm gạo lứt hay cơm gạo trắng, mà đặc biệt là cơm gạo lứt, quý vị nấu đúng cách như vậy rồi, nhưng mà quý vị thiếu một cái kỹ thuật cuối thì cái cơm ra nó cứng ngắc, cứng đờ. Tức là phải cho tí xíu muối nữa thì nó mới bắt đầu nó làm cho cái hương vị ngon hơn, thơm hơn, và những cái chất liệu nó sẽ được đẩy ra ngoài. Quý vị phải cho thêm miếng dầu nha. Dầu để làm gì? Để nó giữ lại, nó không làm cho tràn trề dơ giấy là thứ nhất. Thứ hai là nó giữ lại được hết tất cả những cái vitamin.
Thứ ba nữa là nếu mà chúng ta cho vừa đúng lượng thì nó sẽ trải một cái lớp ở trên là nó giữ lại cái áp suất của cái hơi nước. Thì như vậy nó làm cho mình đỡ hao tốn cái năng lượng để mình nấu, mình đặt cơm nó mau mềm hơn. Tại vì nước sôi chỉ có 100 độ nhưng cái hơi nước nó lên tới 121 độ là tối thiểu. Đó, thành ra nhờ như vậy thì cái cơm của mình sử dụng ít năng lượng mà nó thấm ngược vào bên trong, nó làm mềm và nó đẩy hết tất cả những cái bên trong ra ngoài. Thì sau khi quý vị nấu xong như vậy, cái lúc mà nó vừa cạn ráo hết nước thì mình phải lấy cái muỗng mình ém qua ém lại như thế nào để cho nó chặt lại hết tất cả những hạt cơm, không có một cái khe hở nào chính giữa nó hết. Ha, thì lúc đó mình mở nắp ra cho nó thoát hơi nước từ từ, thì cơm đó quý vị để quý vị ăn bao nhiêu ngày cũng thơm, cũng ngon, cũng mềm. Ha, còn nếu quý vị để cái kiểu bình thường thì cơm nó lạnh tanh, nó lạnh nhắt, ha, nó dễ thiêu, đó, nó cứng nhắc. Thì đó là tính là dầu lạnh đó, dễ hấp thụ hơn. Không chiên thôi, tại vì cái nhiệt độ nó không quá cao, tối đa là nó chỉ lên được 121 độ khi mình hấp thôi. Còn khi mà mình bỏ trong chảo là từ 300 đến 450 độ trở lên. Rồi cái câu thứ hai là nấu nước sôi trong bình cắm điện để luôn như vậy, để dùng xong là châm thêm như vậy có hại không? Thì cái này hôm qua là trả lời cái này rồi. Thưa thầy, giải thích khi ngồi thiền theo dõi hơi thở cảm thấy hồi hộp, làm cách nào để điều chỉnh? Là sai, tức là tại vì mình chú tâm quá, mình dồn, mình đè nén quá. Nghe? Tức là quý vị nên nhớ là khi mà mình ngồi, sau khi mình điều thân xong á, mình điều tức là chỉ có mấy hơi thở đầu là mình hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Và mình có cái sự chú tâm hay là mình có cái sự khởi tâm để dẫn nó. Nha. Tức là mình hít sâu xuống bụng, mình thấy cái bụng mình phình ra, rồi mình é cái bụng mình lại, mình đẩy nó ra. Tức là những hơi thở đó mình có tác ý, mình có dẫn dắt để cho nó quen đường thôi. Nhưng mà sau cái giai đoạn đó rồi thì mình trở lại tới cái giai đoạn thứ hai, là mình trở về cái hơi thở bình thường của mình. Mình không cần để cho nó sâu hay nó cạn nha. Mình chỉ cần mình dẫn cho nó bắt đầu thôi, còn sau đó là mình theo dõi nó chứ không phải là dẫn dắt nó. Tức là observe, tiếng Anh nó là observe, tức là mình chỉ quan sát, mình biết nó tới đâu thôi, để mình tỉnh giác. Mình đừng có chạy lăng xăng theo chân là mình không có control nó. Còn khi mà mình điều khiển nó, mình control nó, thì là lúc đó nó sẽ gượng gạo, nó sẽ làm cho mình bị hồi hộp. Và tới cái giai đoạn thứ ba thì nó sẽ bắt đầu nó bị thảnh thơi, nó thả lỏng ra hết. Ngay cả khi mà mình dùng cái phương pháp quán chiếu cũng vậy, soi sáng cũng vậy. Thì ở đây thì sẵn đây thì chúng ta nói luôn, tức là quý vị biết rằng khi mà mình ngồi hay khi mình nằm, đặc biệt khi mình ngồi thì hiệu quả nó sẽ hơn gấp bội lần. Nhưng mà khi mà mình thả lỏng ra, mà mình dùng cái năng lượng tỉnh giác của mình để mình chiếu rọi, mình soi sáng hết, thì tất cả những kinh mạch của mình nó sẽ được khai thông hết, nó sẽ được thư giãn ra hết, và cái nguồn năng lượng ở bên ngoài tự động nó sẽ đi vào, nếu như chúng ta không phát khởi vọng tưởng. Tại sao? Tại vì mình là một cái bình rất nhỏ, năng lượng của mình rất thấp, và năng lượng của vũ trụ thì rất là mạnh, và cái thể tích của nó thì rộng mênh mông bao la. Thành ra theo nguyên tắc của vũ trụ là nước chảy về chỗ trũng, tự động nó sẽ đi vào, mình không cần khởi niệm dẫn dắt nữa. Tại vì mình đã khởi niệm ngay từ cái giai đoạn đầu với hơi thở sâu lắng rồi, nhưng mà sau đó mình thả lỏng ra chứ mình không cần chú tâm nữa, không cần chú tâm nữa. Chứ còn nếu được như vậy thì ngay lập tức nó sẽ đi vào. Còn nếu như mà mình vừa khởi cái vọng tưởng,
mình khởi vọng tưởng thì ngay lập tức nó đóng nút, nó đẩy ra liền lập tức. Và tại sao? Thứ nhất, vọng tưởng là từ trong nó đi ra, thành ra cái lực nó sẽ đẩy ra ngoài, thành ra nó sẽ cảm lường lại của cái năng lượng trong lành từ ngoài vũ trụ đi vào. Cái thứ hai, vọng tưởng là những cái năng lượng, những cái tần số, mình gọi là những cái tần số tiêu cực, à, tức là negative. Thành ra khi mà nó vừa khởi lên thì ngay lập tức cái thanh điện nó sẽ biến tốc, nó sẽ đưa tới những cái trường, những cái năng lượng hay là những cái tần số xấu. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình vừa khởi một cái vọng tưởng lên thì ngay lập tức nó sẽ cản cái đường không cho năng lượng đi vào. Tất nhiên là trong cơ thể thì nó sẽ bị bế tắc lại liền ngay lập tức. À, nó sẽ bị bế tắc. Thì khi mà mình vừa dừng cái vọng tưởng đi, à, khi mà mình vừa dừng cái vọng tưởng thì lúc đó nó mới hy vọng rằng cái năng lượng ở bên ngoài nó đi vào. Và nó đi vào tới đâu, à, thì tất cả những cái sự bế tắc của mình nó sẽ khai thông từ từ. Mình càng thả lỏng ra bao nhiêu, à, mình càng soi sáng nó bao nhiêu, mình càng thả lỏng ra bao nhiêu thì cái năng lượng nó tự động nó vào. Còn bởi vì nó quá mạnh, à, thành ra nó sẽ khai thông hết tất cả những cái bế tắc cho mình. Có những cái điểm, có những cái điểm khi mà nó nằm sâu bên trong, nó nằm sâu bên trong, hoặc là nửa chừng mình khởi những cái vọng tưởng mà nó không có đủ sức đẩy ra, mình chưa có ngồi lâu á, thành ra nó sẽ cũng còn một vài cái điểm mà nó bị bế tắc lại. Thành ra đó là lý do tại sao sau khi mình xả thì mình còn phải xoa bóp tiếp tục để cho mình khai thông, mình đẩy hết tất cả những cái bế tắc nó ra. Thành ra nếu mà mình chỉ thực tập cái này đều đặn mỗi ngày thì quý vị sẽ khai thông được những cái bế tắc của mình, là mình sẽ lấy được cái năng lượng rất là tự nhiên. À, đây là cái nguồn năng lượng rất là tự do, không điều kiện. Chỉ có cái là mình biết lấy vào và mình biết tích lũy nó hay không mà thôi. Đó, tại vì cái năng lượng này nó luôn luôn có sẵn trong vũ trụ. À, nó luôn luôn có sẵn trong vũ trụ. Và khi mà mình biết cách để tiếp nhận là một phần, và biết cách gìn giữ nó hay là phát triển nó là cái phần thứ hai. Thì cái này trong những cái phần sau khi đi chuyên về những cái kỹ thuật thì chúng ta sẽ đi sâu hơn. Nhưng mà để cho quý vị thấy rằng chỉ cần quý vị thư giãn ra thôi, ra chỉ cần mình thư giãn ra thôi, mình thả lỏng cái tâm của mình, thả lỏng cái người của mình, thì ngay lập tức cái năng lượng nó sẽ đi vào, nó sẽ đi vào để mà nó giúp mình giải tỏa hết những cái bế tắc của mình, hay là nạp cái năng lượng ở cái tầng cao cho mình, cái tầng thâm cho mình. Rồi thì như vậy, chỉ cần thả lỏng ra, đừng có cần cho nó, đừng có ép nó, thì quý vị sẽ thấy là mình ok liền. Câu kế tiếp, con bị bướu bao tử 5cm ở một cách nay 1.5 năm, bác sĩ chỉ định uống Loifac 2 năm, vậy sau khi thanh lọc có nên ngưng thuốc hay uống tiếp 6 tháng nữa cho đủ 2 năm? Thì xã học đã hiểu rõ cái nguyên tắc rồi. À, tức là chúng ta thấy rằng khi mà mình bị bế tắc, à, khi mình bị bế tắc mình đưa vào nhiều quá, à, khi mà mình bị bế tắc các cái dịch bị bế tắc, à, cái thần kinh, cái tâm lý của mình thì nó đã bị, bây giờ mình phải làm sao chuyển hóa ngược trở lại thì đừng nên đưa thuốc vào nữa, à, đừng nên đưa thuốc vào nữa. Thưa thầy, con chưa rõ thì viêm gan thanh lọc từ 1 đến 3 tháng làm sao? Tức là đối với những người bị viêm gan sau cái thời gian mà bị sau cái thời gian mà thanh lọc ở đây thì quý vị có thể tiếp tục, quý vị có thể tiếp tục về làm thêm 2 tới 3 tuần cái công thức mà mình đã làm mấy hôm nay, tức là gồm có cái củ dền, củ dền, củ cà rốt, củ sành, rồi cái khoai lang, tây, rồi củ cải trắng, vân vân, thì mình ép mình uống mỗi ngày chỉ cần một chai đó, với là một chai nước hạt chia, giấm táo, mật ong.
thì cái phần còn lại là mình có thể uống nước lọc, nước ấm, nước lọc, nước ấm, và làm sao mỗi ngày phải được 1,5 lít, 2 lít nước. Nhưng mà đó mới là cái phần thấp. Quý vị nhớ là phải tiếp tục làm gì? Tập thể dục, vận động, lễ lại khí công, sám hối, thiền tập, thư giãn và nói chuyện với nó, nói chuyện với nó. Thì sau khi mà mình làm được 2 đến 3 tuần như vậy rồi thì mình sẽ bắt đầu mình đi qua cái công thức kế tiếp, mình đi qua cái công thức kế tiếp là cái công thức của cái bán chỉ liên và hoa xà thiệt thảo với chó đẻ răng cơ. Bán chỉ liên bạc hoa xà thịt thảo với chó đẻ răng cơ. Thì như vậy là quý vị đi tiếp tục cái đó nữa là 1 tháng cho tới 3 tháng, tùy theo cái tình trạng nặng hay nhẹ, tùy theo tình trạng nặng hay nhẹ. Mình có thể dùng đồng lượng mỗi thứ 50 gram, bán chỉ liên bạc hoa xà thịt thảo và chó đẻ răng cơ mỗi thứ 50 gram, cho 3 chén nước vô, cho 3 đến 4 chén nước thì nó thì tùy, thì xong mình nấu là tính chỉ còn 1 chén, và mình có thể uống 1 ngày 2 lần hay 3 lần cũng được, và uống liên tục 1 tháng cho tới 3 tháng. Nếu như cái tình trạng bệnh của mình nó nhẹ, nó ổn định rồi thì mình 1 tháng. Nếu người nào bị nặng thì phải uống 3 tháng. Thì quý vị sẽ thấy, quý vị quan sát thứ nhất là gì? Thứ nhất đó là quan sát cái da của mình, và đặc biệt là da mặt. Thứ hai là quan sát cái vùng gan, tức là vùng hạ sườn bên tay phải của mình. Cái thứ ba nữa là mình xem cái chế độ ăn uống của mình, bài tiết của mình, nó có bị đau, bị tức, rồi nó có đi đều đặn hay không. Thì những cái tuần lễ đầu tiên thì quý vị sẽ thấy cái chất thải của mình ra nó nồng, nó dơ, nó hôi. Nó nồng, nó dơ, nó hôi. Nhưng mà những cái ngày tháng sau thì nó sẽ giảm dần, giảm dần. Ở đây thêm một cái nữa là quý vị có thể sử dụng bổ sung thêm, quý vị có thể sử dụng bổ sung thêm để cho nó vừa có cái calorie mà nó lại vừa tẩy rửa mặt hơn nữa. Tức là mỗi ngày quý vị có thể có được khoảng chừng 200 gram. Nếu mà trong cái thời gian thanh lọc của 2 tuần lễ đó, trong cái thời gian thanh lọc của 2 tuần lễ với các cái làn rau củ đó, thì nếu mà sau đó mà quý vị sau hết 3 tuần rồi thì mình có thể trở ra cái chế độ ăn gạo lứt với là rau cải luộc và tiếp tục uống cái này. Còn nếu nữa là mình muốn đi tiếp tục cái này cũng được, mà muốn sợ không bị mất sức và muốn cái sự tẩy rửa mạnh hơn, thì mình sẽ thêm từ 200 gram cho tới 500 gram trái nho. Cái nho thì mình kiếm được cái nho tím, kiếm được cái nho tím mà còn nguyên hột, cái nho tím mà còn nguyên hột. Thì như vậy nếu như mà mình trở ra với cái chế độ ăn thì mình chỉ được sử dụng 1 ngày 200 gram thôi. Còn nếu như mình muốn không ăn cái gì cả mà chỉ uống thuốc sổ và thuốc tẩy rửa thì không thôi, thì mình có thể lên được tới 400. Cái 400, người nào bự lắm tối đa là 500, tức là nửa ký thôi, chứ không được dùng nhiều hơn. Và cái này mình cũng lắng nghe cơ thể mình, đó là chúng ta cho cái thông số tối đa của người Tây Phương á. Và đối với người Việt Nam mình đó thì thường cái chế độ ăn ít hơn, thì mình có thể từ 2 đến 300 gram là được rồi. Thì quý vị rửa cho sạch cái nho, ngâm nước muối 15 phút. Sau đó là mình nhai cho thật chậm, thật kỹ cả ruột, cả vỏ và cả hột. Kiếm cái loại nào mà có hột mới tốt nha. Nhai cho thật kỹ thì cái chất xả của mình ra nó sẽ rất nồng, và cái lượng đường, cái chất đường ở trong nho nó vừa nuôi dưỡng tế bào của mình, nó làm cho mình, đó là cái nguồn nguyên liệu chính yếu để cung cấp calorie cho mình. Nhưng mà chính cái chất đường đó nó sẽ hủy tế bào ung thư và những tế bào gan mà bị viêm gan nặng. Đó thì mình có thể sử dụng cái chất đường của trái nho, và đặc biệt là cái hộp, thành ra nếu chúng ta kiếm được cái nho nào mà có hộp thì tốt hơn là nhai cho thật kỹ, nát hết cả vỏ, cả hộp, cả cơm. Thì như vậy cứ vài 20 phút
nửa tiếng là mình nhai chừng 5-7 trái nha. Cứ ăn 15-20 phút nửa tiếng mình nhai chừng 5-7 trái thì quý vị sẽ không thấy đói, không thấy mệt gì hết đó. Thì mấy cái trường hợp mà bị ung thư gan thì quý vị có thể làm và để thêm cái đó. Thầy nho tím đó, chắc là nho đen đấy nhỉ? Nó có nhiều loại nho lắm, nó có rất nhiều loại nho, thấy không? Nhưng mà cái loại nho mà trái tròn đó, cái loại nho trái tròn đó chứ không phải loại nho mà trái dài. Cái loại nho trái dài là loại nho đó là đã bị genetic hóa rồi. Đi ra mấy tiệm thuốc đó. Đó, nó là thuốc nam đó, nó là thuốc nam rồi, các tiệm ở đây nó có bán sẵn hết. Cali với các sốt nó là dễ. Rửa sơ hết, bỏ hết trên nồi xong rồi xả nước cho rửa sơ cho nó sạch bùn thôi, chứ có gì cả. Buổi tham khảo hôm qua thầy nhắc đến cái bài đăng ký là sẽ thay thế bột của em. Cái sử dụng đó, giai đoạn đầu thì quý vị có thể sử dụng cái bánh chỉ liên bạch hoa xà thịt thảo là chó đẻ răng cưa nha. Nhưng mà sau đó thì quý vị có thể thay cái chó đẻ răng cưa đó bằng cái bột công anh cũng được. Một trong hai thứ, một cái giai đoạn đầu nên sử dụng cái chó đẻ răng cưa để nó tẩy sổ mạnh hơn. Xin đã cho biết làm cách nào để không ngáy to. Rồi, cái ngáy này nói rồi. Các bạn đến rồi. Nghỉ thở mà hết ngáy. Thì nói rồi, tức là trong thời gian thanh lọc là đối với ngày nào? À, thì được, tức là chỉ được 9 trái thôi, tối đa. Nhưng như vậy không được ăn cam với không được ăn táo. Chuối nó không có mặn mà. Đã nói là cái này là để cấp cứu thôi, cấp cứu. Chưa. Thưa thầy, một bữa ăn cần bao nhiêu tinh bột, chất đạm, chất rau? Trung bình là một bữa ăn của mình, nó đúng hơn là chế độ của một ngày nha. Chế độ của một ngày thì mình cần từ 65-70% là chất tinh bột. 65-70% là chất tinh bột. Khoảng 12-15 gram tối đa là chất đạm. 12-15 gram chất đạm. 12-15% chứ, tức là 12-15% là chất đạm. Thì như vậy còn khoảng 20 ha, thì mình còn lại là khoảng 20-25% là chất béo đó. Thì còn chất rau á, thì mình càng sử dụng chất rau, chất xơ nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng mà trở lại là cũng phải lắng nghe cơ thể mình, nó nhiều là tại sao, là tại bây giờ đa số không có thích ăn ha, đa số là không có ăn rau xanh nhiều đó, thành ra mình gọi là nhiều là đối với những người là tại cái thói quen xưa nay không ăn. Chứ còn thật ra là cái này nó không có cái kết luận rõ ràng, là bởi vì nó sẽ tùy cái loại là cái fiber thô hay là cái fiber nhuyễn.
Chẳng hạn như những cái loại mà salad, spinach thì có thể là một ngày mình ăn cả một bó cũng không sao. Nhưng mà nếu chẳng hạn như bắp cải một ngày là mình ăn chừng 1/4 trái trở đi là có thể là nó sẽ không có tiêu hóa được hết. Hay là cái cải xanh hay là cái kale mà một ngày mình ăn chừng 3 lá trở lên là khi cơ thể mình nó sẽ không có đẩy ra được hết mà mình sẽ bị sinh hơi. Rồi mình phải thay thế nữa là chẳng hạn như cà rốt, củ cải, rồi bí đỏ, vân vân, mình thay đổi đều làm hết. Thì mỗi bữa như vậy thì thật ra nếu mà mình đã sử dụng với cái lượng là 65-70% tinh bột rồi thì cái bột của mình nó sẽ chứa vừa phải và mình sẽ không có sử dụng được nhiều rau xanh đâu. Chỉ có cái là mình phải quân bình giữa cái lượng rau xanh thô và rau xanh tế để cho mình có đầy đủ hai cái loại fiber, là cái fiber tan trong nước và không tan trong nước. Lắng nghe cơ thể mình, đừng để nó bị một là chứng bụng lên nó sinh ra, hai là mình bị cái bệnh táo bón, tại vì mình sử dụng cái chất xơ thô quá thì nó cũng sẽ làm cho mình bị táo bón. Thưa thầy, mình ăn rau má mỗi ngày được không? Ăn rau má thì nó mát, nhưng mà mình ăn với số lượng như thế nào? Nếu mình chẳng hạn như vào mùa xuân, mùa hè thì mỗi ngày mình có thể một nắm để mình giải nhiệt các chất xơ được nha. Nhưng mà vào mùa thu, mùa đông thì không nên. Cái thứ hai nữa là mình nên thay đổi, tức là tại vì mình cần phải có nhiều cái loại vitamin khác nhau, mình cần phải có nhiều loại chất mineral khác nhau, thành ra mình phải thay đổi hết để cho cơ thể mình nó, thứ nhất là nó có đầy đủ từng ngày, từng tuần. Tại vì cái chu kỳ của mình là cứ mỗi một tuần là nó phải renew, thành ra chúng ta phải làm sao cho nó có đầy đủ trong một cái tuần lễ đó, thì như vậy nó mới trọn vẹn. Và nếu như mình sử dụng hết một thứ này xong qua tuần khác mình sử dụng thứ khác thì như vậy có thể là nó sẽ bị lệch lạc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình biết rằng tất cả các pháp trong vũ trụ nó thay đổi liên tục, thành ra mình đừng để một cái gì mà nó bị thường hằng quá. Ngay cả cái thời khóa công phu của mình cũng vậy, chỉ có cái giai đoạn đầu chỉ có cái giai đoạn đầu của mình khi mà mình chưa có thuần thục đó, thì mình phải set up cái giờ của mình là cố định, cái kinh của mình là cố định, để cho cái thời khóa của mình cố định, cái chỗ không gian của mình cố định để cho nó đi vào nề nếp thôi. Nhưng mà khi nó đi vào nề nếp rồi thì mình cũng phải linh hoạt và mình phải làm sao mà mình biến hóa nó. Tại vì nếu không thì mình sẽ bị gì? Bị dính. Và khi bị dính trở thành cái thói quen rồi thì lúc đó mình sẽ mất đi cái sự tỉnh giác của mình. Mình sẽ mất đi cái sự tỉnh giác của mình. Thành ra trở lại khi quý vị thấy là mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ rồi thì tất cả các pháp đều phải thuận theo nó hết. Và nếu không là nó sẽ bị phản tác dụng liền ngay lập tức. Tại vì cái sự lưu chuyển của nó, sự vận hành của nó luôn luôn thay đổi, nó không bao giờ cố định cả. Thưa thầy, con trai của con 7 tuổi bị suyễn và dị ứng, mũi không thông, dịch nhầy rất nhiều, thở bằng mũi rất khó, xin thầy chỉ cách chữa trị. Cái thứ nhất, cái này thì mình nói chung rất là nhiều lần rồi, đó là bây giờ cái thứ nhất là phải cắt cái sữa, cắt sữa là cái trước nhất. Cái thứ hai, cắt chất thịt, giảm bớt tối đa từ từ. Dĩ nhiên cho con em trẻ thì nó rất là khó cái giảm cái này, nhưng mà do mình tập thôi. Bây giờ mình phải khéo léo, tức là đừng nói chi cả, cứ thay thế từ từ, cứ thay thế từ từ, thay thế từ từ thì nó sẽ quen dần lại với cái chế độ ăn mới không có sữa và không có thịt. Và cái thứ ba là chất đường, chất sữa là cái nguy hiểm nhất, thứ hai là chất thịt, và cái thứ ba là chất đường. Thì ba cái đó là ba cái nó tạo nên cái chất dịch nhầy, ba cái nó tạo nên cái chất dịch nhầy và nó làm cho bị block hết tất cả những cái đường ống của mình, thì từ đó nó mới làm cho cái hệ miễn dịch của mình bị suy yếu, bị dị ứng. Rồi đó là trị cái gốc ở bên trong.
cái trị bên ngoài á, thì quý vị có thể là sử dụng cái nước muối nha. Cái nước muối mình cho vào trong, đi ra ngoài pharmacy á, cái pharmacy nào nó cũng có mấy cái bình bơm, bình xịt và cái muối nó sẵn, nó có nguyên cái hộp cái kit đó, thì đem về bơm nó vào để cho nó lỏng ra một tí xíu, rồi sau đó hút ra, thì làm thường xuyên như vậy thì sau này nó sẽ sạch sẽ, nó sẽ không bị viêm xoang, thì còn nếu không thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng viêm xoang là bị nặng hơn xuống cái đường hô hấp ở dưới. Rồi cái thứ ba nữa là sẽ sử dụng cái tất cả những cái chất nồng cay, tức là chẳng hạn như củ cải, củ cần ha. Thì nếu như bây giờ mình chưa cho các em nó uống được cái vị nồng quá thì mình cho thêm mật ong vào ha. Cho thêm mật ong và mình ủ nó khoảng chừng vài ba tiếng, rồi sau đó mình cho con cháu nó ngọt, nó uống từ 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 từ. Xin thầy chỉ dùng con cách điều trị nấm dày ở móng chân. Cái này thì đòi hỏi mình phải trị lâu dài nó tại chốt, chứ nó không phải dễ dàng gì mà trị trong vòng mà vài ba tháng được. Có khi nó những cái mà đã lỡ bị rồi thì nó sẽ không phục hồi lại được. Chỉ có cái là mình ngăn chặn đừng cho nó phát triển nặng thêm trên cái móng đó và đừng cho nó lan ra những cái móng khác. Thì đây là một cái bệnh cả ở bên trong và cả bên ngoài. Thành ra trở lại là cái phương pháp thanh lọc. Khi mà người mình mà cái máu của mình bị axit hóa thì nó sẽ phát sinh cái tình trạng này. Khi cái hệ miễn dịch của mình yếu thì nó sẽ phát sinh, tại vì vi nấm nó mọc đầy dẫy, nó đang có mặt đầy dẫy trong môi trường và xung quanh người mình. Đó. Thành ra khi mà cái hệ miễn dịch của mình yếu, tất cả các cái dịch của mình mà nó bị axit hóa thì ngay lập tức cái vi nấm nó sẽ phát triển lên liền. Thành ra mình phải trị cả bên trong lẫn bên ngoài. Thì bên ngoài là chỉ có cách là mình ngâm chân vào trong nước muối nha, với cái baking soda. Rồi cái này thì đã chỉ rồi. Sau đó mình lau nó khô, rồi mình bôi dầu mè nha, bôi dầu mè xung quanh những cái vùng mà nó bị khô, bị nứt, hay là chúng chính nhờ cái dầu mè nó chống ẩm. Tại vì những cái người mà hay mang giày, hay mang vớ nha, là thường bị những cái này lắm. Sống trong môi trường ẩm ướt là một cái, nhưng mà ngay cả môi trường khô mà mình cứ mang giày, mang vớ suốt ngày, mùa đông, mùa hè thì cũng mang vớ là thường dễ bị. Khi nào mà nó nặng lắm mà nó làm cho mình bị ăn ra, tức là nó phối hợp với cái nấm candida, tức là nó ăn ra xung quanh cái viền móng, nó làm cho hơi sưng sưng đỏ đỏ, thì mình có thể ngâm nó với cái phèn chua nha. Phèn chua với giấm, mình lấy giấm với phèn chua, mình tán những cái phèn chua ra cho lấy giấm, xong rồi mình nấu nước sôi lên cho nó vừa một hồi xuống, rồi mình ngâm chân, ngâm các cái móng chân vào. Cũng vậy, sau khi ngâm trong 15-20 phút thì lau cho khô, rồi bôi cái dầu mè lên. Kính xin thầy cho website Tâm Ngữ và phương pháp trị bệnh. Cũng là trên cái website Sống Chánh Niệm quý vị nha. Khi mà nó có cái phần English đó thì mình click vào đó, thì trên đó là những cái bài giảng, chúng tôi chỉ hướng dẫn những cái bài giảng về cách sống cho được khỏe mạnh thôi, chứ còn chưa có đi vào chuyên sâu cái thanh lọc ha. Thì nếu mà ai mà muốn đi chuyên sâu vào cái phương pháp thanh lọc này thì chúng tôi nói là đợt sớm nhất là sẽ có vào tháng 2, sẽ có vào tháng 2 ở Thiền Đường Bồ Đề ở Honolulu ở Hawaii thì mới có cái chương trình của tiếng Anh cho người Mỹ. Thưa thầy, xin thầy chỉ cách sử dụng quả cà tím, thì con nghe nói vỏ và nhựa của cà tím rất độc. Câu này con hỏi dùng cho người bạn, cô này nghe nói thầy có mở khóa thanh lọc hay người nói tiếng Anh, xin thầy cho biết ngày giờ chính xác. Cái cà tím á, thì nó thật ra thì chúng ta đặc biệt là những người mà ăn dưỡng sinh thì thường mình nghe nói là một miếng trà bằng ba chén thuốc ha. Thì nó đúng nhưng mà nó không đúng ha. Nó đúng nhưng mà nó không đúng, hay là nó không đủ. Tức là chúng ta phải biết rằng, trở lại khi mà mình đã học cái tinh thần của Bát Nhã rồi thì biết rằng là không có cái gì tốt và chả có gì xấu. Thật ra chúng ta thấy cái mà mình đáng sợ nhất là cái nọc của con rắn độc, phải không?
nó mổ mình vào tí xíu mình chết ngắt liền trong vòng vài ba tiếng hoàn toàn. Nhưng mà nếu không có nó thì mình sẽ không có giúp được những bệnh nhân trong phòng mổ, không có giúp được biết bao nhiêu trường hợp bị đông máu, bị mất máu, bị đau nhức vân vân. Thành ra cái gì nó cũng có hai mặt hết cả, tùy theo mình có cái tuệ giác và sự cảnh giác để sử dụng nó hay không. Thì cái cà tím cũng vậy, cái cà tím thì nó đối với bên dưỡng sinh thì tại người ta nghĩ rằng tất cả các bệnh là âm, đại đa số những bệnh ngày nay là âm, thành ra người ta chủ trương là dương hóa. Nhưng mà quên rằng cái nguyên tắc đó đúng nhưng mà chưa đủ, tại vì trong vũ trụ thì mình có cái quy luật là cực âm thì sinh dương, cực âm sinh dương. Cái thứ hai nữa là bên cạnh cái tính chất dương và âm đó, nó còn có những cái dược tính khác do những cái dược liệu có trong nó, thấy không? Nó còn có những cái dược liệu khác ở trong nó, thành ra nếu như một cái người mà biết khéo léo thì làm sao mình sử dụng nó để mình trị liệu mà mình phải hạn chế, tức là mình làm hạn chế đi cái tính năng tiêu cực của nó và mình phát huy cái tính năng tích cực của nó. Đó, thì cái cà tím khi mà mình muốn sử dụng thì nó trước hết là tính năng của nó làm gì? Nó có thể giúp cho khai thông ra những cái bướu, tức là nó làm tan những cái bướu, hay là làm cho khai thông những cái ứ trệ. Thì cái đó là cái công năng mà thường sử dụng nhất. Thì như vậy, khi mà chúng ta muốn làm cho nó dương hóa thì chỉ có cái là mình phải sử dụng cho nó càng khô bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thành ra mình chỉ được quyền nướng, mình chỉ được quyền chiên, chứ mình không được quyền hấp, không được quyền luộc, không được quyền nấu. Tại vì theo cái nguyên tắc của vũ trụ nó là gì? Tức là thứ nhất là mình dùng đơn chất thì phải dùng cho đúng. Còn khi mà mình dùng đa chất phối hợp phải theo đúng cái nguyên lý của vũ trụ là gì? Là lực hấp dẫn và sự cộng hưởng. Thành ra chẳng hạn như nếu nó đã âm rồi mà quý vị nấu với nước là âm nữa thì nó sẽ gia tăng cái tính âm của nó. Thành ra chúng ta thấy cái món mà cực độc là gì? Cái món mà bún mắm, thấy không? Nấu nước, nấu cà tím, thêm mắm là những cái thứ âm. Mà ăn là thường mà ăn buổi tối nó là tiêu rồi, phải không? Thành ra hay là một cái món khác là chẳng hạn như món bún rêu. Bún rêu ở Việt Nam mình là trời mùa hè mình mới ăn bún rêu, là tại vì bún cũng âm, nước cũng âm, cà chua cũng âm, đậu hũ cũng âm, phải không? Thành ra khi mà ăn cái đó là phải gì? Ăn cái đó là phải ăn với cái bắp chuối và rau thơm. Thì còn nếu cái đó mà đi với giá thì coi như là tiêu luôn. Thành ra nó phải có cái sự quân bình của nó. Mà mình qua đây mà mình đã ở xứ này mà mình cứ tối nào cũng bún rêu là coi như mình thành mọc rêu luôn. Thành ra khi mà mình chế biến cái món này á thì trước hết là mình nên cắt nó ra nha. Cắt là cắt dọc nó nha. Cắt dọc nó ra, sau đó là mình ngâm nó vào nước muối khoảng chừng 10-15 phút. Ngâm nó bằng nước muối 10-15 phút rồi mình vớt nó ra cho nó ráo. Cũng có người là người ta sử dụng cái phương pháp là người ta ướp muối nha, tại vì người ta cũng kỳ luôn cái nước đó. Tức là những người kỹ là đối với những bệnh nhân này thì mình cắt nó ra xong rồi mình lắm muối, mình ướp muối sau đó mình bắt nó nha. Thì như vậy là mình xả được cái nước, cái khí độc của nó, cái tinh âm của nó ra. Thì sau đó mình trải lên trên vỉ mình nướng, hay là mình cho vào trong cái chảo mà mình chiên. Và đây cũng vậy, tức là mình muốn đừng có bị cái tác dụng phụ của cái dầu nó nóng. Thì như vậy khi mình cho lên trên cái chảo đó, thì mình khéo léo là mình cho một tí xíu nước thôi ha. Rồi mình cho một miếng dầu lên trên nó và sau đó mình đậy nắp lại ha. Mình đậy nắp lại thì cái nước ở dưới là nó vừa khô thì cái nước ở trong bản thân của nó sẽ được rút ra, cái dầu ở trên nó sẽ giữ lại. Đó, thành ra nếu như mình cho dầu xuống dưới nhiều quá mình chiên hết thì cái dầu nó sẽ bị biến chất, thì nó sẽ bám vào trong cái đó, thì nó được cái tính tốt của cái cà tím thì nó lại bị ảnh hưởng của cái dầu, mình sẽ không lấy riêng nó ra được. Thành ra mình cho nước ở dưới, cho cái miếng trà lên, sau đó là mình rải một lớp một sợi dầu ở trên của nó, xong rồi đậy nắp lại
và mình để lửa nó vừa riu thì như vậy cái nước ở dưới thì vừa khô thì cái nước ở trong nó sẽ bị rút ra liền, thì cái dầu nó sẽ chảy nó lan xuống để nó cover cái mặt ngoài lại. Thì mình sử dụng cái này mỗi ngày, và thường mình có thể ăn vào buổi trưa nha. Và mỗi ngày thì mình sử dụng nửa trái đến một trái, tùy theo trái lớn hay trái nhỏ, và mình làm như vậy một tuần lễ thôi, và mình ngưng một thời gian mình mới làm lại. Cái khổ trong thế gian này là mình thường thấy bị dính mắt ha. Tức là khi mình làm đúng như vậy, mình ăn mình thấy nó ngon, mình thấy nó tiêu, sau đó là mình làm tới. Thì khi mình làm tới, mình làm dột nó thì ngay lập tức nó mình đi qua cái mặt trái của nó, chưa có gì trên đó. Chứ còn nếu như mình không làm dột nó, mình biết nó đúng lúc đúng thời thì nó sẽ có hiệu quả. Cũng tương tự như vậy, cái phương pháp gạo lứt cuối màng mà quý vị làm dột một thời gian sau, quý vị sẽ bị suy thận, quý vị sẽ bị khô kiệt, nên mình sẽ bị mệt mỏi. Thành ra cái gì cũng phải có cái thời gian của nó hết cả. Rồi, trở lại là cái chương trình ở Hawaii thì để coi chính xác là chính xác là cái tuần lễ này nè, tức là để coi hồi trước 19 thầy nhập thất rồi đấy, mười ba mười bốn mười lăm ha, 13, 14, 15 tháng 2. Rồi 13, 14, 15 tháng 2. 3 ngày thôi. Rồi câu hỏi chót là kính thưa đại chúng, cho tụi hiền thông báo chút xíu là biết đậu hũ nào mà đậu xe phía bên trường sinh học đó, trường sinh học ở dưới này nè đại chúng, dời xe dùng, tại vì chắc người ta cần để có chỗ để sinh hoạt đó nha. À, chia đường cho biết tường thì được chứ phải không? Dạ chắc vậy, nhưng mà ngay trước trường sinh học đừng có đậu đại chúng, ai đỡ đậu thì đi dời xe liền nha, để họ kêu thô cái mệt mình. Cảm ơn đại chúng. Thiền đường Bồ Đề. Là thiền đường Bồ Đề. Câu hỏi này thấy tức cười. Thưa thầy, con thường mặc váy đi làm nên con rất ít khi thở bụng vì nó làm thình bụng lên trông rất xấu. Con luôn phải giữ chặt bụng dưới để trông gọn hơn, nên khi con hít vào đến ngực là con phải thở ra ngay. Thở như vậy rất mong và ít hơi. Thở như vậy lâu có ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tinh con thưa thầy? Chắc chắn rồi, thấy không? Chắc chắn rồi. Thành ra đâu có ai mà để ý mình từng ly từng tí từng hơi thở. Nếu mà người nào để ý mình từng ly từng hơi thở là người đó thành đạo rồi đó. Thành ra mình phải làm, thành ra người ta thành bậc thánh rồi, thấy không? Thành ra nếu mà ta đã để ý được từng hơi thở như vậy, đã quan sát được từng hơi thở như vậy thì ta không có khe đâu. Ngay cả mình cũng không để ý được hơi thở của mình như vậy mà, phải không? Thành ra chắc chắn là nó sẽ bị tổn hại ngay lập tức, chứ đừng có lâu dài. Chỉ có cái là nó chưa biểu hiện ra thôi. Thì sẵn ở đây thì nói luôn là quý vị nhớ là đa số bây giờ chúng ta thấy cái việc đi á, là cái chân của mình ngay cả khi mình đi chân đất, đi bằng thôi, là mình cũng đã đi không đúng rồi, là mình nẹp cái gót của mình lên quá. Tại vì chúng ta nằm đất không quý vị, thành ra một bước chân của quý vị là biết rất là rõ, thậm chí mai mốt là phải biết tiếng chân của ai nữa. Biết tiếng chân của ai nữa, thành ra tất cả mọi cái động tình gì nhỏ nhẹ nhất là biết liền. Và tại vì nằm trên mặt đất thì phát hiện rất rõ. Hay nói đúng hơn là khi chúng ta lắng tâm thì chúng ta sẽ nghe rất là rõ. Thành ra cái bước đi này
nó làm cho mình thứ nhất là hao tốn năng lượng, à. Thứ hai là nó gây tổn hại cái hệ thần kinh của mình, à, tức là cái đầu của mình. Tại vì cái đầu của mình với cái óc của mình đó, nó giống như cái gót chân của mình, tức là nếu mình lật ngược lại cái chân của mình đó, thì mình thấy rằng cái chân của mình nó sẽ tương ưng với cái đầu của mình, à, không khác nhau tí nào cả. Tại vì nếu như quý vị lật ngược cái bàn chân của mình lại thì cho mình dễ thấy, thì mình thấy ở đây là cái gì? Cái cổ, phải không? Thì trên cái cổ là cái gì? Trên cái cổ là tứ khoang, ở trên cái cổ là mình thấy mình có cái óc, phải không? Rồi đằng trước cái óc là gì? Con mắt, phải không? Thành ra mình thấy con mắt nha, cái cổ, cái óc gót, thì như vậy nó sẽ đồng hình, đồng ứng, đồng dạng, đồng thanh, phải không? Thành ra cổ chân là cổ của mình, cái gót của mình là cái óc của mình, con mắt cá chân là con mắt của mình, nha. Thành ra khi mà mình đi mà cái gót chân mình dọc xuống, tức là cái đầu của mình nó bị dọc, phải không? Thành ra nó sẽ làm tổn hại cái hệ thần kinh của mình rất là nhiều. Đây là lý do các vị thấy rõ ràng là khi mình bị căng thẳng, mình nhức đầu, mình đi lông chân, mình xoa chân đó, mình thấy nó nhẹ, nó sốc liền, à. Thành ra khi mà mình đi cái gót chân nặng như vậy á, thì nó sẽ làm cái đầu của mình bị tổn hại rất là nhiều. Và quý vị nên nhớ cái chỗ này là gì? Cái chỗ này là bắt hội của mình đây, thấy chưa? Mà dưới cái huyệt bắt hội, tức là ngay cái đỉnh này là huyệt bắt hội của mình đây. Dưới cái huyệt bắt hội ngay đây, hồi sáng nay mình nói là gì? Là cái tuyến tùng của mình, là cửa ngõ của hệ thống vật lý và tâm lý hay tâm linh, tức là cửa ngõ giữa thế giới này và thế giới tâm linh, là ông chủ của hệ nội tiết tấu của mình đó. Thành ra khi mà mình dẹp nó xuống vậy là mình đóng kín mít hết, mình làm tổn hại nó. Thành ra bước chân làm sao phải nhẹ nhàng. Và thực ra tạo hóa đã tạo cho mình rất là rõ cái này, tạo hóa tạo cho mình rất là rõ. Mình thấy cái chân của mình đó, cái cấu tạo của xương coi, đây nó là một khối nha, đây nó là một khối, còn ở đây nó là nhiều cái nó ghép lại, và đặc biệt là cái phần đầu, một phần ba đầu của mình thì nó rất là mềm mại, nó rất là uyển chuyển và linh hoạt. Thành ra cố gắng làm sao mình đi ở một phần ba đầu cho đến một nửa thôi, cái phần sau này phải thiệt là nhẹ nhàng. Rồi thành ra đi chân đất, đi chân bằng mà nó đã như vậy, huống chi mà mình leo lên cái bước chân đó nữa, thì như vậy nó càng bị cái áp lực nó dội xuống đây nhiều hơn, phải không? Thành ra đẹp đó, nhưng mà sau này sẽ lãnh cái hậu quả trở lại cũng mệt đó. Thành ra cái gì nó cũng có hai mặt, cho nên nó có cái giá của nó, chúng ta phải cẩn thận. Dạ thưa thầy, nhưng mà ví dụ như exercise nó chạy chạy cũng vậy. Bốn giờ mới nghe thầy chạy không? Thầy chạy sẽ không có tiếng. Thầy chạy. Đó, bắt đầu sẽ cho đại chúng bây giờ cái phần tiếp tới đó là mình sẽ nói tới cái nguyên lý của cái phương pháp lễ bài trí công của mình, để đại chúng thấy rằng nó rất là vi diệu, và nếu như chúng ta thực hành đều đặn hàng ngày với cái lý và cái sự của nó, thì mình sẽ thấy được cái sự thực tập của mình nó sẽ dẫn mình từ đây cho đến khi mình thành tựu được cái mục tiêu cuối cùng của mình là cái quả vị chánh đẳng chánh giác nha. Tức là tất cả mọi việc làm của mình đều quy hướng về cùng một mối hết. Thì giờ chị làm demonstration ha. Đây, sau đó quý vị thấy cái thứ nhất là gì? Tức là trong cái hệ thống tim mạch của mình đó, thì mình biết rằng tất cả các cái đường kinh mạch của mình nha, nó sẽ được biểu hiện ra ở tay và ở chân. Tất cả những cái đường kinh mạch của mình là nó sẽ biểu hiện ra ở tay và ở chân hết. Tức là năm đầu ngón tay, năm đầu ngón chân của mình, hai bên nó sẽ đối xứng lẫn nhau. Nhưng mà tất cả đường kinh mạch của mình, tức là tất cả cái cửa ngõ nó sẽ được biểu hiện ra đầu ngón tay, đầu ngón chân hết. Đó là lý do tại sao cái phương pháp của thầy vào buổi sáng hay là khi mà mình xoa tay, xoa mặt là mình phải không những xoa giữa các kẽ mà mình cần phải đi ở đầu các ngón tay ha.
Thì đặc biệt là gì? Quý vị thấy bình thường khi mà mình đứng tầm trung bằng như vậy thì mình sẽ không có kích thích, mình không có khai mở được các cái đầu huyệt của nó. Nha. Thành ra trong này chúng ta chỉ điểm một vài điểm quan trọng. Quý vị thấy là trong cái phương pháp lễ lại này, ở cái động tác thứ ba mình có nhóm cái chân lên, phải không? Thì khi mình nhóm cái chân lên như vậy thì làm cho các cái đầu ngón chân này nó được tiếp xúc với mặt đất. Thì chính vì vậy nó mới kích thích để khai mở hết tất cả những cái kinh mạch này ra cho mình. Thì như vậy từ đó nó làm lưu thông nha, lưu thông cái khí huyết trong kinh mạch. Thì đó là mình nói về cái võ học, đó là mình nói về cái y học. Khi mà mình nói về võ học thì đây là cái thế tấn nha. Đây là cái thế tấn khi mình đứng trên 10 đầu ngón chân của mình. Đây là cái thế tấn mà làm cho mình có được cái nội lực mạnh nhất. Chỉ như đầu tiên mình đứng thẳng trên 10 đầu ngón chân, sau đó bắt đầu mình cong xuống y như mình ngồi trên cái ghế nha. Thì đây là cái thế tấn để mình tạo nên một cái nội công nó mạnh nhất. Và bởi vì sao? Nó cũng phải dựa trên cái nền tảng của y học, tức là lúc đó nó khai thông hết các cái bế tắc và nó lấy cái khí lực của vũ trụ đi vào, thành ra nó mới có cái nội lực mạnh mẽ. Đứng trên cái nền tảng của Phật học thì mình thấy rằng gì? Tất cả mọi loài chúng sanh đều có mặt trên cái thế gian này hết, phải không? Nhưng mà ở đây mình sẽ đi lên cũng dễ mà đi xuống cũng dễ. Và không nhờ cái môi trường này thì mình sẽ không có đi tu tập được. Thành ra tại sao Đức Phật không có khuyến khích mình lên ở trên cái cảnh giới chư thiên đó? Mà tại sao trong đạo Phật lại thường lấy cái hình ảnh của cái bông sen, của cây hoa sen để biểu trưng hết tất cả mọi cái pháp tu, hay là tất cả những cái hình ảnh gì trong đạo Phật đều sử dụng cái cây hoa sen hết? Hoa sen nó phải có nằm từ đâu? Trong bùn. Nhưng mà nếu nó nằm mãi trong bùn thì nó chả là cái gì cả, phải không? Nhưng mà từ trong cái bùn nhơ hôi hám đó, nó phải bắt đầu nó vươn ra, phải không? Nó vươn ra khỏi bùn rồi nó đi vào nước, nó phải vươn ra khỏi nước để nó lên bên trên. Thì quý vị trở lại là nhìn thấy bốn tầng năng lượng rõ ràng chưa? Đi từ ở dưới thấp đi lên cao. Thành ra khi mà mình đứng, mình nhón cái chân mình lên, tức là mình đang từ trong cái cảnh của ngũ trược ác thế này, đang từ trong cái cảnh bùn nhơ này này, nhưng mà mình phải vươn nó lên, mình vượt thoát ra khỏi nó. Thì cái động tác mà đứng lên như vậy, tức là mình bắt đầu mình vượt thoát ra đó. Thành ra quý vị thấy nó phải từ cái nguyên tắc của vũ trụ căn bản, từ trong thế giới bình thường cho tới khi mình bắt đầu mình tiếp nhận cái năng lượng và mình gìn giữ năng lượng, mình phát huy cái năng lượng, thì đó là sử dụng qua cái y học mới tới cái võ học mà mới tới cái Phật học. Thành ra nếu như mình không có đủ cái năng lượng đó thì mình sẽ không đi vào cái con đường kiên định được, mình sẽ không có sức khỏe, không có trí tuệ. Thành ra muốn có cái đó mình phải hiểu cái nguyên lý căn bản. Cái căn bản là cái kinh mạch, là cái sự vận hành trong cái y học của chúng ta. Thì đó là cái điểm khác biệt thứ nhất mà tại sao chúng ta phải nhóm cái chân này lên. Cái thứ hai là cái tay cũng vậy. Cái tay thì quý vị thấy cái tay bình thường đó, là mình thường để hai cái tay của mình xuôi xuống nha. Thì khi mình để hai cái tay xuôi xuống thì nó lại hướng xuống nha. Nó hướng xuống tức là nó đi xuống. Rồi khi mình để tay hai bên của mình thì nó lại còn đối đãi. Khi mình bắt đầu mình trở lại, mình đưa hai cái tay của mình đi lên ngang cái lồng ngực của mình, tức là ngang cái nó gọi là trung tâm năng lượng thứ tư. Tại sao mà nó phải là cái trung tâm năng lượng thứ tư? Có người đưa lên tới ngang tới cổ, có người đưa lên tới sọ lỗ mũi luôn. Thành ra quý vị thấy cái này là khi mà mình không hiểu cái nguyên lý của nó thì nó sẽ không có được cái hiệu quả. Và lý do đó, tức là trong 7 trung tâm năng lượng của mình thì 3 cái trung tâm năng lượng ở dưới này á, là nó thuộc về cái thô, cái thấp nha. 3 cái trung tâm năng lượng ở dưới này nó thuộc về thể chất, và thô là thấp. 3 cái trung tâm năng lượng ở trên này nó thuộc về phi vật chất của thể thanh, thể cao. Thành ra mình nhớ là cái con người của mình nó ngay cả trong phần tứ đại thì nó cũng được chia làm 4 cái. Nhưng mà nếu mình chia ra thì nó chia làm 2 phần, phần thô và phần tế, phần hữu hình và phần vô hình.
Thì như vậy ở đây cũng vậy, trong bảy cái trung tâm năng lượng này của mình, ba cái dưới là ba cái thuộc về thể vật chất thô, ba cái trên thuộc về ba cái thể thanh, thể vi tế. Thì cái trung tâm năng lượng ở giữa nó là trung đạo. Đó là lý do tại sao trái tim của mình được đặt ở đó. Đó là đấy. Và cũng đây chúng tôi nói với việc là cái nguyên tắc của cái nguyên lý bất nhị trong cái chu kỳ sinh học. Tại sao ở cái giờ từ 11 giờ đến 1 giờ nó lại là của thần kinh và tim mạch, mình tưởng hai nhưng thực sự nó không hai. Thì ở đây cũng vậy, cái trung tâm năng lượng thứ tư này nó biểu trưng cho sự chuyển hóa từ thô cho tới tế, từ thấp cho lên cao, và tim mạch và hô hấp của mình nằm ngay ở đây. Thành ra khi mình đưa hai cái tay của mình lên ngang trên đây, tức là mình đang chuyển từ dưới thấp lên cao, đang chuyển từ thô lên tế, đang chuyển từ trượt lên thanh. Và khi mà mình bắt đầu mình đưa hai cái bàn tay của mình lại bình thường thì mình chỉ giáp lại với nhau thôi, quý thấy chưa? Thì như vậy nó cũng đã có được cái sự lợi lạc là cái sự hòa hợp, cái sự hợp nhất, không còn phân biệt. Nhưng mà bây giờ mình còn đưa thêm một cái, tức là mình quyện các cái ngón tay mình lại với nhau, tức là để làm sao nó thể nhập, nó không còn một cái sự phân biệt gì nữa. Thì đó là mình nói trên cái lý của cái xuất thế gian. Khi mà mình đi sâu vào một tí xíu nữa thì mình thấy đối với kinh, đối với kinh dịch hay là đối với y học, thì cái thế này là cái thế nó làm cho mình kích hoạt hết tất cả các cái đầu huyệt của mình, là các cái đầu ngón tay. Và sau đó hoặc là mình đưa ra cái hai cái ngón tay cái nó đan nhau và hai ngón tay trỏ nó nhập nhau, thì cái này nó được gọi là cái kim cang ấn, kim cang hay kim cương gì cũng vậy. Thì chúng ta biết rằng cái này á, nó sẽ giúp cho mình đối với y học, nó làm cho mình vì hòa nhập lại được. Thành ra đây khi mà mình bị lạnh đó, là mình có thể sử dụng cái phương pháp này để mình làm tăng cái nhiệt độ trong cái thân nhiệt của mình lên. Còn đối với bên Phật thật, thì chúng ta thấy rằng cái từ kim cang hay kim cương nó biểu hiện cái gì? Đó là một cái vật chất cứng rắn nhất của thế gian và quý báu nhất của thế gian, phải không? Thì nó tượng trưng cho cái sự kiên trì, kiên định, nó tượng trưng cho cái sự sắc bén, nó tượng trưng cho cái trí tuệ, nó tượng trưng cho cái quý báu. Thành ra kim cang và bát nhã là một. Thông thường mình chẳng hạn mình không biết thì mình nghĩ là kim cang bát nhã là khác nhau, mà kim cang bát nhã là một. Thì trong cái tinh thần bát nhã mà chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại trong cái quá trình tu học của mình đó, gọi là bát nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Tại vì nhờ cái tuệ giác đó mới dẫn dắt, mới khai mở được hết cái tuệ giác của vũ trụ, làm cho chúng sanh không được đi trong cái mê lầm. Và nhờ cái sắc bén, nhờ cái tính sắc bén và cứng chắc của kim cương, thì đó là một cái sự biểu hiện của thể chất thôi. Thì nó mới làm cái con dao bén, nó mới làm một cái phương tiện để chặt đứt hết tất cả những cái dính mắc của mình. Một trong những cái làm cho mình có mặt ở đời này, một trong những cái làm cho mình đau khổ tầm luôn là cái dính mắc, cái chấp của mình. Thành ra cái kim cương nó tượng trưng cho cái trí tuệ, nó tượng trưng cho cái sự sắc bén, nó tượng trưng cho cái sự cứng chắc, thì nó có khả năng chặt đứt hết tất cả mọi cái dính mắc, mọi cái phiền não, mọi cái nghiệp chướng, vân vân. Đó, thành ra chúng ta sử dụng cái kim cang ấn ở đây để làm thứ nhất là làm một cái mũi tên. Tại sao mình đưa lên thì nó cũng là bản thân của nó là cái kim cang ấn rồi, nhưng mà nếu chúng ta đưa thẳng lên trên đỉnh đầu của mình thì nó giống như là một cái mũi tên bắn lên, thì nó làm một cái định hướng cho mình, một cái vector để dẫn đường mình đi. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình nhờ được cái năng lực đó thì nó sẽ giúp cho mình là một cái ngọn đuốc để dẫn đường cho mình. Thứ hai, nó là một cái cây kiếm cứng bén để chặt đứt hết tất cả những cái dính mắc, cái phiền não, cái nghiệp chướng của mình.
Và cái thứ ba, nó là cái tông chỉ, hay nó là cái mà chư Phật đã sử dụng nó trong vô lượng kiếp để làm cái kim chỉ nam cho cái sự tu tập của mình. Thành ra chúng ta đưa từ ở dưới, phải không? Từ ngang cái trái tim của mình, từ ngang cái trái tim của mình là mình bắt đầu mình phát nguyện, mình phát nguyện, mình hướng thượng, và mình đi lên dần cho tới cái con mắt thứ ba của mình. Khi mình đi lên tới con mắt thứ ba của mình, tức là mình điểm ở đó, tức là gì? Để cho mình từ đó, từ cái phát nguyện này mình đi lên để mình mở cái con mắt huệ của mình ra, là mở cái trí tuệ, mở ra cái thấy, biết chân chính. Thì đây là một trong ba cái nguyên nhân mà nó chính là cái nguyên nhân đầu tiên quan trọng nhất để làm cho mình có mặt ở đời, là si mê. Si mê. Thành ra trong cái con đường chuyển ngược lại, trong cái con đường chuyển ngược lại, tức là trong cái đạo đế, thì chúng ta thấy cái bát chánh đạo. Trong cái bát chánh đạo thì cái chánh kiến phải là cái đi đầu. Thì ở đây là mình phải nhìn được, tức là kiến là thấy, tức là cái tri kiến của mình, cái thấy biết của mình nó phải chân chánh, nó như thật. Thành ra từ ở đây mình lên, mình điểm ngay con mắt thứ ba của mình, sau đó là mình đẩy thẳng lên trên đỉnh đầu của mình. Phải thiệt là thẳng thì như vậy nó mới làm cho mình, và nó làm cho mình một cái kim chỉ nam để mình lên tới trên tầng cùng hết, trên cao, vượt qua khỏi cái đỉnh đầu của mình là cái huyệt bách hội. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà mình vừa đẩy cái tay của mình với cái kim cang ấn lên, thì đồng thời ở dưới này cái chân của mình là mình đã nhón lên hết ga luôn, tức là nó phải phối hợp với cái lực, với cái nguyện và với cái hạnh. Tức là mình phải thực hành với cái tâm nguyện của mình như vậy, với cái lực hỗ trợ như vậy, thì mình phải thực tập, tức là mình phải vượt thoát, phải vượt thoát. Thành cái động tác này là cái động tác rất là quan trọng. Làm sao mà khi mà mình vừa đưa lên từ từ với cái tâm mình hướng thượng như vậy, với cái sự mình quyết tâm như là cái kinh của mình nó phải nhóm lên hết ra, thành ra toàn bộ cái con người mình nó sẽ tạo nên thành một cái trục đứng thẳng, một cái trục đứng thẳng. Thì nếu như mà mình điểm qua, nếu giả sử như mình có một cái trục, thì cái trục đó nó sẽ đi xuyên qua 7 điểm. Điểm thứ nhất là nó sẽ đi qua cái đầu của kim cang ấn của mình, nó đi qua cái đầu kim cang ấn của mình, nó đi qua cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu của mình, nó đi qua cái điểm giao giữa cái lưỡi của mình và cái nóc họng của mình, nó đi qua luôn cái trung tâm năng lượng thứ tư, là cái điểm mà nó giao giữa cái thô lên cái tế, giữa cái thấp lên cái cao. Xong rồi nó đi qua cái huyệt hồi âm của mình, và nó đi qua luôn cái điểm phản chiếu của cái trung tâm năng lượng thứ tư ở dưới chân của mình. Tại vì khi đó bình thường thì cái huyệt đó nó nằm ở giữa cái bàn chân mình đứng, nhưng mà khi mình nhón lên thì nó sẽ bắt đầu nó đi qua được cái đó. Thì như vậy chúng ta thấy nó đi 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 6 điểm, và cái điểm đầu này là 7 điểm, tức là một cái điểm phản chiếu nữa mà nó đi qua. Khi mà mình đưa cái cánh tay thẳng lên của mình như vậy á, là nó sẽ đi qua luôn cái huyệt ngay trong cái vòng tay của mình. Thì 7 cái điểm đó là 7 cái điểm quan trọng nhất. Đặc biệt là 3 cái điểm chính. Đặc biệt là 3 cái điểm chính là điểm gì? Thứ nhất là cái huyệt bách hội của mình. Thứ hai là cái trung tâm năng lượng thứ tư của mình. Và cái thứ ba là cái huyệt hồi âm, thì đó là ngay trong cái thân của mình. Thì 3 điểm đó nó sẽ nằm ở chính giữa. Nó sẽ nằm chính giữa cái trục đó. Thành ra đó là cái điểm mà rất là quan trọng. Thành ra khi chúng ta đưa cái tay lên, chúng ta phải đưa thiệt thẳng. Phải đưa thiệt thẳng. Còn mình có cái khuynh hướng khi mình đưa không thẳng thì nó làm sao? Nó hơi cong ra mấy đằng sau. Tại cái tay của mình khi không thẳng đó, thì mình hướng cái mũi tên nó ra đằng sau, và cái tay thì nó cong, thì như vậy nó sẽ không, 7 điểm nó sẽ không đi qua được cái trục đó. Thành ra hãy lưu ý là khi mình nhón cái chân lên, cái tay của mình phải thiệt thẳng, thì hai cái cánh,
hai cái bắp tay của mình nó phải ép vào cái lỗ tai của mình, chúng sẽ đưa lên thẳng ở trên. Thành ra chúng ta thấy rằng hai cái nguyên lý căn bản của cái phương pháp này chúng ta đã nhắc và hy vọng là đại chúng nhớ, tại vì cái nguyên lý của nó quá đơn giản. Tức là bởi vì mình bị bất quân bình, thành ra càng bất quân bình bao nhiêu nó càng dao động, càng lệch lạc bấy nhiêu và càng dính mắc bấy nhiêu. Thành ra cái nguyên tắc thứ nhất là lên và xuống phải cân bằng, thấy không? Hai bên phải song hành thì để nó sẽ trở lại, nó điều chỉnh cái sự sai lệch của mình để nó trở về cái trung tâm và để nó trở về cái nguồn trên. Cái nguyên tắc thứ hai là lên và xuống nó phải dọn theo cái chiều của cái làn sóng. Cái mà lên và xuống nó phải dọn theo cái đường của cái làn sóng, tức là giống như cái tệ nhất là giống như cái cột sống của mình. Thành ra hai cái nguyên tắc là hai nguyên tắc chính, lên và xuống phải song hành và lên và xuống phải dọn theo cái chiều sóng. Còn cái điểm mà quan trọng trong cái động tác là thứ nhất là nhóm chân, thứ hai là cái chân trang ấn, và cái thứ ba là phải đồng bộ ở ngay cái động tác thứ tư đó. Cái tôn gian thứ tư là khi mình đưa cái tay lên ra thì mình phải thật là thẳng, chân của mình phải nhóm hết ra. Thì đó là những cái điểm mà cần lưu ý. Thì như vậy mình sẽ khai thông được hết tất cả những cái bế tắc trong tất cả những kinh mạch của mình. Mình sẽ hấp thụ được cái năng lượng sung mãn nhất, và cuối cùng là mình sẽ đi về cái con đường hướng thượng nhất, tức là cái quả giác, cái quả giác là giải pháp tối cao tối thượng, và cái chân trang ấn là cái mà dẫn dắt mình, cái mà nó trợ lực cho mình. Tại vì nó không những làm cái kim chỉ nam để soi sáng, để dẫn đường, mà nó còn làm cái phương tiện để cắt hết tất cả những cái dính mắc, những cái ràng buộc, những cái nghiệp chướng của mình. Đó, thành ra khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta phải cố gắng hiểu được cái lý của nó. Và giai đoạn đầu thì quý vị đi theo cái nguyên tắc là động tác. Giai đoạn thứ hai là quý vị phải cố gắng phối hợp cái nhịp thở. Và giai đoạn thứ ba là quý vị hoàn toàn để tâm đi vào một cái niệm. Tức là chẳng hạn như quý vị có thể thầm niệm danh hiệu. Tức là lên một danh hiệu, xuống một danh hiệu. Đó, thì danh hiệu của bất cứ chư Phật, chư Bồ Tát nào mà quý vị thấy có duyên hay là quý vị nhớ thì quý vị có thể thực tập tới cái công đoạn thứ ba là như vậy. Thì mình làm thì như chúng tôi nói rồi, tùy theo cái hơi thở mình ngắn hay dài, thì tùy theo cái sức khỏe của mình. Nếu như đều đặn thì một hơi thở là xuống, hai hơi thở là lên. Nếu như khi nào mình mệt thì mình có thể là hai hơi thở xuống, hai hơi thở lên. Và nếu mình mệt nữa thì hai hơi thở xuống rồi bốn hơi thở lên, tức là sau khi mình lạy xong rồi mình nằm ở đó mình hít thở và mình quán chiếu theo cái như ngày hôm qua mình nói là học cái bài học và lấy cái năng lượng của đất mẹ nha. Thì lúc đó là cái quá trình chuyển hóa đó, khi mà mình nằm thư giãn mình tiếp nhận cái bài học và cái năng lượng từ đất mẹ, đó là cái giai đoạn của mình chuyển hóa bên trong cái nội tâm và thân của mình. Rồi, thì đó là những cái điểm mà cần lưu ý với đại chúng. Thì mong là đại chúng cố gắng để chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ được có nhiều cái lợi lạc. Và mỗi tuần lễ thì quý vị có thể sắp đặt vào đây một lần hay là hai lần để chúng ta được thực tập vừa thực tập lễ quan âm sám, vừa thực tập cái lễ này chí công. Mà đây chỉ mới là một cái, và bởi vì cái này là cái tương đối nó khó nhất, thành ra chúng ta mới nhắc. Còn những cái kia thì nó cũng sử dụng trên cái nguyên lý này. Rồi, thì cái phần cuối là cái phần thông báo. Thì cái chương trình đi tu tập cũng vậy, trở về nguồn nha, trở về nguồn đợt tháng 11, tháng 12 đã đầy kín rồi nha. Thành ra bây giờ chỉ còn cái đợt tháng 2, tháng 3 thôi. Thành ra quý vị nếu mà chưa có cơ hội, chưa có cơ hội đi tu tập trở về thăm quê cha đất tổ, thì đây là cái cơ hội cho quý vị trở về. Thì từ cái vật chất, từ cái phương tiện bên ngoài, nó sẽ giúp mình trở về cái nguồn trên, cái tâm linh của mình bên trong. Thì
Ở đây thì trong kinh Đại Pháp Niết Bàn, Đức Phật có dạy là nếu những ai trong đời mà được một lần ha, được một lần đi về đảnh lễ chiêm bái cúng dường một trong bốn nơi này, thì cho dù chúng ta có thân hoại mạng chung thì chúng ta cũng sẽ được sanh về thiền thú thiên giới ha. Thì bốn nơi đó là gì? Nơi Đức Phật đảnh sanh ha, vườn Lâmbini. Nơi Đức Phật chứng cái quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác là dưới cội cây bồ đề của cái tháp đại giác. Rồi nơi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên, tức là vừa nay, và cuối cùng là nơi Đức Phật thị hiện Niết Bàn là Kusinaga. Thì đó là bốn nơi, đó là bốn nơi. Thì nếu như chúng ta có cơ hội được về đó đảnh lễ chiêm bái cúng dường thì đó là một cái phước báo lớn trong đời của chúng ta. Và trong kinh thì Đức Phật nói cho dù mà mình có thân hoại mạng chung thì mình cũng sẽ sanh được thiền thú thiên giới. Tại sao? Là tại vì khi mà mình quy hướng tâm của mình về đó thì ngay lập tức mình sẽ được cái lực hấp dẫn ha, được lực hấp dẫn, bởi vì nơi đó là nơi mà cái năng lượng từ trường mạnh nhất của vũ trụ, và đó là lý do tại sao chư Phật và chư Thánh thị hiện về ở đó. Thành ra khi mà mình quy hướng về đó thì mình sẽ được cái sự cộng hưởng và cái lực hấp dẫn nó kéo mình về ha, nó sẽ chiêu cảm mình về đó. Thì nơi mà cái năng lượng mạnh nhất mà chư Phật, chư Thánh đã thị hiện thì nếu mà mình về đó thì mình không nhiều thì ít, mình cũng sẽ được hưởng cái năng lượng bình an đó. Thành ra mình sẽ được về cảnh thiền thú, tức là nơi cái cảnh thiền ha, hay là cảnh của chư thiền. Thành ra ở đây thì không phải là mình chỉ đi được bốn nơi đó không thôi ha, mà còn rất nhiều cái nơi khác là cũng là sự thị hiện của Đức Phật. Tức là chẳng hạn như cái cội cây bồ đề ở cái tịnh xá kỳ viên ha. Tịnh xá kỳ viên khi mà Đức Phật dạy A Nan đi về bồ đề đạo tràng lấy một cái nhánh cây đó và về trồng ha. Về trồng ở đây để khi mà chúng tăng ở nơi khác đến, hay là vua quan ở những nơi khác đến, hay là tín đồ những nơi khác đến mà Đức Phật không có mặt ở đó, thì đảnh lễ có thể